Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV Nghe Là Mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Hứa Ứng giết tới trước mặt, một chiêu vạn đạo, đem bên trong một cái đầu đánh cho vảy rồng tung bay, thấy thế vội vàng nói, Lục đạo huynh, còn có thể tái chiến sao? Lục dị nhân lung la lung lay đứng lên, chật vật không chịu nổi. Hứa Ứng tránh đi Thương Trúc Chân Vương một đạo công kích, thân hình đứng ở giữa không trung, thôi động Chu Tiên, bổ ra Thương Trúc thần thông, giết tới Thương Trúc một cái đầu trước. Thương Trúc Chân Vương sớm đã chứng đạo bất hủ, thân cùng đạo cùng, tự thân chính là thiên địa đại đạo, luyện đến một bước này, bình thường thần thông cùng pháp bảo đã khó thương, có thể làm cho bất hủ thụ thương, chỉ có đồng dạng đại đạo thần thông, đại đạo pháp bảo mới có tư cách để bất hủ thụ thương. Cái gọi là đại đạo thần thông chỉ là thần thông do đạo tạo thành, đỉnh phong chí tôn cấp thần thông cùng bất hủ thần thông, Hứa Ứng bất hủ bát pháp, tam ấn cùng thái nhất thần kiều, xem như loại đại đạo này thần thông. Đại đạo pháp bảo chỉ là chí tôn cấp pháp bảo cùng bất hủ pháp bảo, loại bảo vật này bởi vì chủ nhân đại đạo lạc ấn thiên địa nguyên nhân, bởi vậy trong pháp bảo lạc ấn cũng là đại đạo lạc ấn. Chuông lớn miễn cưỡng đạt tới tầng thứ này. Trung ra, Hứa Ứng hét lớn một tiếng, chuông lớn lập tức bay ra, treo ở Hứa Ứng đỉnh đầu, khắp cả người linh quang, bảo vệ Hứa Ứng. Nó tuy là pháp bảo, trên không lại nổi trôi to to nhỏ nhỏ động uyên, số lượng rất nhiều, rất có Hứa Ứng trước đó 36 động uyên xu thế. Có chuông lớn gia trì, Hứa Ứng một thức tích địa thần thông ngang nhiên chém xuống, suy một tiếng, đem Thương Trúc Chân Vương viên thứ hai đầu rồng chém xuống tới. Thương Trúc Chân Vương cười lạnh, lè loẹt, hắn thân thể nhoáng một cái, chính là vô số khối vảy rồng bay ra, gào thét xoay tròn, hướng Hứa Ứng chém tới, cùng một thời gian, 7 viên đầu lâu cũng từ thôi động thần thông, hướng Hứa Ứng đánh tới. Hứa Ứng sau đầu võ đạo động nguyên bên trong có Minh Mạn công chúa, cũng tự khẩn trương vạn phần, đem Thương Trúc Chân Vương tu luyện 8 loại công pháp đọc thuộc lòng đi ra. Nhưng mà, Thương Trúc Chân Vương tu luyện công pháp cùng thần thông thực sự quá nhiều, Minh Mạn công chúa cũng là hoa mắt, thường thường chỉ tới kịp đọc thuộc lòng cái này, 6 mặt khác đầu cũng đã thi triển ra 6 loại mặt khác chiêu pháp. Hứa Ứng đánh cho cực kỳ chật vật, trái chống phải ngăn, cũng may có chuông lớn hỗ trợ, có thể đỡ một hai đạo thần thông. Đột nhiên, Thương Trúc Chân Vương lấy một hóa 7, hóa thành 7 cái đầu rồng thân người nam tử, hướng Hứa Ứng cùng nhau công tới. Hứa Ứng thôi động võ đạo cực ý, nghênh chiến khí cái Thương Trúc Chân Vương, đồng thời nhất khí hóa tam thanh, liều chết ngăn cản, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Chuông lớn cũng bị ken ken đánh bay. Bành bành bành, Hứa Ứng chúng liền 7 đạo trọng kích, lăn lông lốc hướng về sau đập tới, rơi vào Lục dị nhân phụ cận. Hứa Ứng liên tục ho ra máu, lung la lung lay đứng lên, thôi động đạo pháp, trị liệu thương thế, đã thấy Lục dị nhân thương thế so với chính mình còn nghiêm trọng hơn mấy phần. 6 cái Thương Trúc Chân Vương đột nhiên khép lại hóa thành nhất long thất thủ trạng thái, hướng bọn hắn đi tới. Cái này thiên tiên giới âm gian mặc dù âm khí âm u, nhưng không có mấy cái quỷ hồn, chỉ có linh linh tinh tinh mấy cái chết mất long tộc, bị 3 người chiến đấu ba động bừng tỉnh, trông mong nhìn quanh. Nơi này chưa có thần lực ngưng tụ, không cách nào hình thành thần linh. Bọn hắn tại mảnh này vô ngần âm gian bên trong chém giết, tất cả thần thông không hề cố kỵ thi triển, không cần lo lắng đối với ngoại giới tạo thành bao lớn phá hư. Lục đạo huynh, còn có thể tái chiến sao? Hứa Ứng ánh mắt rơi vào Thương Trúc Chân Vương trên thân, dò hỏi. Lục dị nhân xóa đi máu trên khóe miệng, cười ha ha nói, thử một lần. Hắn phồng lên còn sót lại tu vi, hướng Thương Trúc Chân Vương đánh tới. Hứa Ứng cùng một thời gian khởi động, theo sát phía sau, nhưng mà thần thông lại là phát sau mà đến trước, một đạo tuế nguyệt thần thông, tuế nguyệt trường hà từ trong hư không chảy ra, đem Thương Trúc Chân Vương thần thông ngăn trở. Lục dị nhân thuận thế nhảy lên một cái, Thương Trúc Chân Vương trở tay không kịp, lại bị hắn bắt lấy lỗ thủng, lại chém xuống một cái đầu. Thương Trúc giận dữ, đang muốn giết hắn, Hứa Ứng bay lên không đánh tới, thôi động luân hồi thần thông. Vừa mới đem Thương Trúc Chân Vương vây khốn, liền gặp luân hồi bị đánh đến nổ tung, Thương Trúc Chân Vương từ đó giết ra, hóa thành 6 đầu nam tử, song trưởng đẩy về phía trước ra. Hứa Ứng đưa tay vạn đạo nghênh tiếp, hai người trưởng lực va chạm, Hứa Ứng hét lớn, nhất khí hóa tam thanh, sau lưng hiển hiện 3 cái Hứa Ứng riêng phần mình nhô ra bàn tay, chống đỡ hậu tâm của hắn. Mà ở Thương Trúc man lực áp bách dưới, hắn hay là dừng chân không nổi, hướng về sau đi vòng quanh. Thương Trúc 6 đầu riêng phần mình thôi động thần thông, hướng Hứa Ứng đánh xuống. Hứa Ứng sau lưng tam thanh nguyên thần bay lên, đón đỡ 6 đạo thần thông, bị đánh đến bành bành nổ tung. Chuông lớn bay trở về, vẫn như cũ treo tại Hứa Ứng đỉnh đầu, toàn lực điều vận động nguyên, đối cứng Thương Trúc thần thông. Lục dị nhân áp chế thương thế đánh tới, Thương Trúc hai tay cùng lúc nghênh chiến, 6 viên đầu tả hữu khai cung, ba người một đường đại chiến mấy trăm vạn dặm, đem âm gian tàn phá đến khó mà nhìn ra lúc đầu địa lý. Đột nhiên, Lục dị nhân phun máu phè phè, mới ngã xuống, thương thế lại khó áp chế, rốt cục bộc phát ra. Hắn nếu là không thể kịp thời cứu chữa, trấn áp lại thương thế, thế tất thân tử đạo tiêu. Không có hắn kiềm chế, Hứa Ứng lập tức áp lực đột một tăng, bỗng nhiên lại là cong một tiếng vang, chuông lớn bị đánh đến cơ hồ nổ tung, bị xa xa đánh bay. Hứa Ứng một mình nghênh chiến Thương Trúc, không có mấy cái hội hợp, liền bị đánh đến bay ngược mà đi, một tiếng ầm vang va sụp âm gian dãy núi. Hắn vừa mới đứng dậy, lập tức bị vò tới Thương Trúc Chân Vương một quyền đánh vào người, đem sau lưng đoạn sơn chấn động đến vỡ nát. Hứa Ứng ho ra máu, mềm nhũn ngã xuống. Thương Trúc Chân Vương hừ một tiếng, đã thấy Hứa Ứng lại đứng lên. Thái thượng đạo quả nhiên cường hoành. Thương Trúc Chân Vương đưa tay bắt lấy Hứa Ứng cổ, đem hắn xinh xinh nhấc lên, nắm chặt nắm đấm, cười nói, bất quá, người thái thượng đạo tu thành kim thân, có thể đỡ được ta vài quyền. Chậm đã, Hứa Ứng sắc mặt cổ quái, đột nhiên nói, Thương Trúc Chân Vương, người nghe nói qua Chu Tiên kiếm sao? Thương Trúc Chân Vương lắc đầu, nắm đấm đột nhiên hướng Hứa Ứng đập tới, cười lạnh nói, chưa nghe nói qua. Hiện tại ngươi nghe nói. Hứa Ứng cao giọng nói, kiếm ra, còn không hiện thân. Ầm ầm, chương 1229, Thương Trúc Chân Vương một quyền này đánh xuống, cùng một thời gian một ngụm đỉnh thiên lập địa cự kiếm đâm xuyên thiên tiên giới âm gian, mang theo vô biên kiếm khí giáng lâm, cái kia ngập trời sát khí cùng tự ý lập tức đem cái này âm gian lấp đầy. Bá, kiếm quang đem toàn bộ âm gian chiếu sáng, Thương Trúc Chân Vương đột nhiên có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, không cần nghĩ ngợi đem một quyền này đánh phía cái kia đâm tới Chu Tiên Tàn Kiếm. Không tốt, hắn thấy rõ cái kia Chu Tiên Tàn Kiếm hình thái, bỗng nhiên biết không ổn, chỉ gặp thanh kiếm kia hiện ra màu xanh biếc, rõ ràng là Bỉ Ngạn Chân Vương mới có thể khống chế dị bảo. Một quyền này nghênh tiếp mũi kiếm, Thương Trúc Chân Vương liền nhìn thấy chính mình từng cây đầu ngón tay chóc ra tình hình. Kiếm này mặc dù không phải bất hủ chí bảo, nhưng là dùng Thúy Nham luyện chế mà thành, có được Bỉ Ngạn bất hủ chí bảo đặc chất. Thương Trúc Chân Vương thân thể rầm rầm lay động, từng khối lân phiến bay ra, keng keng rung động đụng vào trên thân kiếm, đem một kiếm này đụng nghiêng. Đúng lúc này, hắn trong tay kia một cỗ đại lực bộc phát, Hứa Ứng tránh thoát bàn tay của hắn, đột nhiên vọt lên, mang theo cái kia phi tốc thu nhỏ Chu Tiên Tàn Kiếm xoay người rơi xuống đất. Bá bá bá, Hứa Ứng múa kiếm như bay, kiếm quang xuất quỷ nhập thần, chiêu chiêu không rời Thương Trúc Chân Vương cái cổ. Thương Trúc Chân Vương phi tốc lui lại, trong miệng tiếng long ngâm tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Hắn rời khỏi 3000 dặm lúc, một cái đầu đột nhiên chóc ra. Rời khỏi vạn dặm lúc, một cái đầu khác vô thanh vô tức bay lên. Thương Trúc Chân Vương rời khỏi 2000 dặm, tả hữu hai cái đầu cùng nhau rơi xuống. Thương Trúc Chân Vương trong lòng hãi nhiên, không chần chờ nữa, lập tức phi thân lên, xông ra âm gian. Hắn vừa mới trở lại thiên tiên giới dương gian, đột nhiên một cái đầu khác vô thanh vô tức từ trên cổ trượt xuống, Thương Trúc Chân Vương dùng mình, lập tức huyết độn mà đi, không dám dừng lại. Hứa Ứng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt cảm thấy toàn thân như muốn vỡ vụn, nhưng hắn không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng đi vào Lục Dị Nhân bên người, điều động hỗn độn hải đạo cảnh sinh cơ bừng bừng, chút xuống đến Lục Dị Nhân thể nội. Cùng lúc đó, hắn thôi động Chu Tiên Tàn Kiếm, chém về phía Lục Dị Nhân đạo thương, đem đạo thương chém xuống tới. Những đạo thương này cực kỳ hung hiểm, trong đó có Ẩn Nguyên Tử cùng Thương Trúc Chân Vương hai đại bất hủ cảnh tồn tại lưu lại thương, nếu là dựa theo bình thường phương pháp đến trị, còn chưa chữa cho tốt, Lục Dị Nhân liền chết rồi. Bởi vậy Hứa Ứng trước dùng Chu Tiên Tàn Kiếm chém tới đạo thương, lưu lại Chu Tiên kiếm đạo thương, thay đổi chính mình biết được đại đạo, lại đến trị liệu, liền dễ dàng rất nhiều. Kiếm quang lập lòe, quay chung quanh Lục Dị Nhân trên dưới tung bay, qua không lâu, Lục Dị Nhân thương thế rốt cục ổn định lại. Lục Dị Nhân từ trong mộng cảnh tỉnh lại, mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy mình cũng không phải là ở vào âm gian, mà là tại một mảnh trong thế giới dưới lòng đất. Vùng thế giới dưới lòng đất này sáng vô cùng, trên bầu trời có bất diệt linh quang hình thành hùng vĩ nguyên thần đang phi hành, kéo dài phạm vi cực lớn. Đó là tổ thần khí tức, đối với cỗ khí tức này hắn cũng không lạ lẫm, tổ thần là trong mắt của hắn lão ngoan cố, nếu là có cơ hội giết chết tổ thần, hắn nhất định sẽ không chút do dự. Bất quá giờ phút này vùng thế giới dưới lòng đất này lại tản ra nồng đậm thiên đạo khí tức, nơi này thiên địa đại đạo dị thường hoạt bát, khiến cho hắn có chút khó chịu, bất quá ảnh hưởng không lớn. Loại này thiên địa đại đạo không giống với bây giờ thiên tiên giới đại đạo, hẳn là thời đại thái cổ thiên đạo khôi phục, nhưng Lục Dị Nhân lại cảm thấy đến một loại khí tức quen thuộc, cùng nhân gian giới thiên đạo tựa hồ có chút cùng loại. Nhân gian giới thiên đạo khôi phục cũng cùng hắn có quan hệ, nhân gian thiên đạo cái thứ nhất khôi phục điểm, liền xuất hiện tại hắn lãnh đạo bộ lạc nhân tộc kia. Lục dị nhân hoạt động một chút thân thể, phát hiện thương thế của mình đã khỏi hẳn, nơi xa truyền tới một nữ hài đọc thuộc lòng kinh văn thanh âm, đọc thuộc lòng nội dung, đương nhiên đó là Thương Trúc Chân Vương tu hành công pháp. Lục dị nhân đi ra phía trước, chỉ gặp Hứa Ứng đã đem Thương Trúc Chân Vương tu luyện các môn công pháp khắc lục xuống đến, ngay tại suy nghĩ những công pháp thần thông này phá giải biện pháp. Chúng ta nhất định phải giết chết Bỉ Ngạn Bất Hủ Chân Vương, Ẩn Nguyên Tử. Lục dị nhân lớn tiếng nói. Hứa Ứng ngay tại khổ sở suy nghĩ, nghe vậy liếc nhìn hắn một cái, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu. Lục dị nhân bước đi lên tiến đến, trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải diệt trừ hắn. Nếu là không có khả năng diệt trừ hắn, thiên tiên giới tất cả lực lượng đều sẽ vì đó nắm trong tay. Bọn hắn đánh xuyên qua khu vực chất keo lúc, địa tiên giới căn bản không có ngăn cản chi lực. Hắn điều vận chân nguyên, tiện tay đem Thương Trúc Chân Vương công pháp thần thông phá vỡ, nói chúng ta cũng quyết không thể để Ẩn Nguyên Tử trở lại Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn nắm giữ thiên tiên giới tình huống, liền sẽ lập tức thu hoạch. Chúng ta nhất định phải đem Ẩn Nguyên Tử cùng môn chúng, hết thảy lưu lại. Hứa Ứng dò xét hắn chỗ bày ra phá giải những công pháp thần thông này pháp môn, không khỏi khen, Lục đạo huynh trên Thúy Nham đại đạo nghiên cứu, hoàn toàn chính xác sâu đến làm ta theo không kịp tình trạng. Hứa mỗ bội phục. Lục dị nhân tức giận, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Thánh Tôn thanh âm truyền đến, Lục dị nhân, người thân là dị nhân, vì sao muốn trợ giúp chúng ta đối phó Bỉ Ngạn Bất Hủ? Viễn Tổ đi tới, trầm giọng nói, Bất Hủ Chân Vương Ẩn Nguyên Tử, là của ngươi tộc nhân. Cha mẹ của ngươi chính là xâm lấn tam giới tiền trạm binh, ngươi hẳn là trở lại Bỉ Ngạn, làm ngươi Bỉ Ngạn thánh tộc mới đúng. Cựu đế Minh Tuân nói, ngươi tại sao lại đối với Ẩn Nguyên Tử thống hạ sát thủ, bị hắn truy nã? Tổ Thần từ trên trời giáng xuống hóa thành một nam tử trẻ tuổi, nói, ngươi hẳn là làm khổ nhục kế, đến kiếm lời chúng ta. Lục dị nhân phun ra một ngụm trọc khí, nói, bây giờ ta, giống dị nhân, hay là càng giống người? Đám người trên dưới dò xét hắn, Viễn Tổ nói, dung mạo ngươi giống dị nhân, nhưng ngươi lời nói cử chỉ đều càng giống người. Lục dị nhân nói, trong lòng ta, ta một mực đem mình làm Bỉ Ngạn đi vào nhân gian giới dị nhân, ta tại nhân gian giới làm nhân tộc tộc trưởng lúc, cũng là đem mình làm dị nhân. Ta với các ngươi đối nghịch, cùng các ngươi là địch, cũng là tự kiềm chế dị nhân thân phận. Nhưng là ta gặp Bất Hủ Chân Vương, gặp đệ tử môn đồ của hắn, ta mới phát hiện nguyên lai ta cùng bọn hắn không giống với. Kỳ thật, ta đã sớm biến thành người. Tổ Thần, Minh Tuân bọn người đối với câu trả lời này cũng không hài lòng, Thánh Tôn lắc đầu nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Hắn vẫn như cũ không đáng tin cậy. Hứa Ứng dò xét Lục dị nhân lưu lại phá giải chi đạo, đột nhiên cười nói, chúng ta liên thủ giết Bỉ Ngạn Bất Hủ Chân Vương Ẩn Nguyên Tử, không có Lục dị nhân, phần thắng không lớn. Lục dị nhân thần sắc khẽ nhúc nhích, các người cũng muốn giết Ẩn Nguyên Tử. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói chúng ta sở dĩ không hề rời đi thiên tiên giới, mục tiêu chính là Ẩn Nguyên Tử. Chỉ có giết hắn, Minh Đạo Đế mới có thể quyết định, cùng Bỉ Ngạn quyết liệt. Lục dị nhân nhìn chung quanh một tuần, nói chỉ bằng các ngươi. Hứa Ứng đi vào bên cạnh hắn, cười nói còn có ngươi. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn xuất phát. Chương 1230, Triệu Hoán Uyên Hải. Lục dị nhân là trong bọn họ, một cái duy nhất biết Bất Hủ Chân Vương Ẩn Nguyên Tử thực lực người, có hắn gia nhập, cực kỳ trọng yếu. Ẩn Nguyên Tử sở trường, ở chỗ cảnh giới của hắn so với chúng ta cao, tu vi so với chúng ta sâu, công pháp thần thông của hắn không có chúng ta dạng này như thế sơ hở. Lục dị nhân hướng đám người kể rõ chính mình đánh lén Ẩn Nguyên Tử tình hình, nói, nhưng hắn điểm yếu, là hắn chỉ tu luyện Thiên Ẩn Huyền Công, nghiên cứu Thiên Ẩn Đại Đạo. Hắn đem Thiên Ẩn Đại Đạo tu luyện đến cực cảnh, từ đó mới có thể làm đến đại đạo đẳng thân. Hắn bởi vì khả năng đặc biệt một môn, mới có thể đạt tới bất hủ, nhưng môn này đại đạo cũng tương tự hạn chế tu vi của hắn. Hắn tại về mặt pháp lực, cũng không có so tổ thần càng thêm hùng hồn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà lại, hắn từ Bỉ Ngạn tiến vào thiên tiên giới lúc, tiêu hao rất nhiều, đến nay chưa hoàn toàn khôi phục. Đây là hắn từ đầu đến cuối không có đi ra Long Đình Đế Đô nguyên nhân. Ta lần này đánh lén, đem hắn trọng thương, hắn liền càng sẽ không rời đi Long Đình Đế Đô. Minh Tuân Đế có chút không tin, nói, người đánh lén có thể trọng thương Ẩn Nguyên Tử. Đó là Bỉ Ngạn Bất Hủ Chân Vương, làm sao có thể bị ngươi trọng thương? Lục dị nhân trầm giọng nói, ta tinh tu 6 loại đại đạo, đem cái này 6 loại đại đạo tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Các hạ đem mấy loại đại đạo tu luyện tới cảnh giới cực hạn. Đại đạo cực cảnh, cần thiên phú, kỳ ngộ, vận khí cùng tài hoa, thiếu một thứ cũng không được. Từ Hứa Ứng tu thành võ đạo cực cảnh liền có thể gặp một đốm. Lục dị nhân có thể tu thành 6 loại đại đạo cực cảnh, không thể khinh thường. Minh Tuân Đế cũng không nhịn được động dung, nói ta chỉ tu thành một loại. Các hạ có thể tu thành 6 loại, thật khiến cho người ta khâm phục. Viễn Tổ Đại Long nói, như dưới tình huống đánh lén còn không thể làm bị thương Ẩn Nguyên Tử, mới gọi tuyệt vọng, nói rõ số người của chúng ta lại nhiều đều vô dụng. Đánh lén có thể thương tổn được hắn, mới nói rõ hắn không phải vô địch. Đám người nhao nhao gật đầu, Lục Dị Nhân là cùng bọn hắn xê xích không nhiều cao thủ, dưới tình huống đánh lén dưới, nếu là ngay cả Ẩn Nguyên Tử gia lông đều không đả thương được mảy may, như vậy đổi lại bọn hắn liên thủ đi giết Ẩn Nguyên Tử, đối kháng chính diện, cũng tất nhiên là ngay cả lông đều đánh không xong một cây. Hứa Ứng nói, Ẩn Nguyên Tử còn có rất nhiều đệ tử, thực lực tu vi cũng cực kỳ cường hoành. Ta cùng Lục Dị Nhân đều cùng bọn hắn giao thủ qua, nếu là giao chiến lúc bị bọn hắn cuốn lấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Dị Nhân gật đầu, nói thực lực của những người này cường hoành phi thường, còn có Long tộc rất nhiều cao thủ, thực lực cũng cực kỳ cường đại. Nhóm này cường giả liên thủ, thôi động động uyên, tế lên pháp bảo, ngay cả Viễn Tổ cùng Minh Tuân Đế những này bất hủ tồn tại cũng muốn tránh né mũi nhọn, không dám xung đột chính diện. Lần này vây công Ẩn Nguyên Tử, nhất định phải ngăn cách những người này, không thể để cho bọn hắn nhúng tay, nếu không thua không nghi ngờ. Viễn Tổ dò hỏi, chư vị phải chăng có biện pháp nào? Tổ Thần nói, ta toàn diện khôi phục thiên tiên giới thiên đạo, gây nên cũng mới thiên đạo đối kháng, những này Long tộc cường giả cùng dị nhân chắc chắn sẽ đến đây xem xét. Vây điểm đánh viện, đem bọn hắn dẫn tới từng chút tiêu diệt. Ẩn Nguyên Tử bởi vì thực lực tu vi chưa từng khôi phục, sẽ không tùy tiện rời đi Long đỉnh đế đô, đợi cho hắn kịp phản ứng, đại bộ phận cao thủ đã bị chúng ta diệt trừ. Phương pháp này có thể thực hiện, nhưng Viễn Tổ cùng Minh Tuân Đế đều có chút chần chờ, trong này có không ít Long tộc lực lượng trung kiên, bọn hắn không bỏ được ngay cả những này Long tộc cùng một chỗ diệt trừ. Hứa Ứng đột nhiên nói, bây giờ Long tộc giống như chưa từng học qua âm gian pháp thuật thần thông. Có lẽ chúng ta có thể đem chiến trường định tại thiên tiên giới âm gian. Âm gian pháp thuật thần thông, cần phải có tổ tiên tế tự tổ tiên sùng bái, mới có thể hình thành quỷ thần, nhưng toàn diện táng hóa về sau, bây giờ Long tộc không còn tế tự tổ tiên sùng bái tổ tiên, dẫn đến thiên tiên giới không có phương diện này pháp thuật thần thông. Nói cách khác, bọn hắn không cách nào tiến vào âm gian. Thánh Tôn nhãn tình sáng lên, nói, chúng ta đem Ẩn Nguyên Tử kéo vào âm gian, liền không cần lo lắng lọt vào Long tộc cùng những dị nhân khác vây công. Tổ Thần cười nói, khôi phục thiên tiên giới thiên đạo, cũng có thể áp chế bỉ ngạn thiên đạo, suy yếu dị nhân cùng Long tiên thực lực. Đến lúc đó, ta liền đem thiên tiên giới tân thiên đạo hoàn toàn khôi phục, này lên kia xuống, chúng ta tất thắng. Mọi người lòng tin tràn đầy, từ lòng đất hướng Long đỉnh đế đô bay đi. Long đỉnh đế đô bên ngoài, đột nhiên một thanh âm cất cao giọng nói, man di Hứa Ứng, nghe tin bất ngờ bỉ ngạn bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử, pháp giá giáng lâm, bởi vậy chuyên tới để bái phỏng. Hứa mỗ muốn kiến thức một chút bỉ ngạn chân chính tuyệt học, tiếc rằng gặp không phải người, thế là trước hết giết Thất Huyền, sau giết Hồng Ba, hôm nay đến đây, muốn mời Ẩn Nguyên Tử vui lòng chỉ giáo. Lời vừa nói ra, lập tức Long đình trong đế đô một mảnh xôn xao, Long tiên bọn họ lòng đầy căm phẫn, so những dị nhân kia còn muốn sinh khí, nhao nhao giết ra đế đô thành, đem Hứa Ứng bao bọc vây quanh. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành giận không kềm được, quát, Hứa Ứng, ngươi tốt lớn mật. Bệ hạ thả ngươi một con đường sống, ngươi thế mà còn dám chạy về tới. Hôm nay, dung ngươi không được. Hứa Ứng cười ha ha, nhìn chung quanh một vòng, không sợ chút nào, cất cao giọng nói, tại hạ khiêu chiến là bỉ ngạn chân truyền, Long tộc chưa từng đạt được chân truyền, hay là không cần mất mặt xấu hổ. Ẩn Nguyên Tử, Hứa mỗ khiêu chiến ngươi. Lời này đương nhiên truyền vào Ẩn Nguyên Tử trong tai, lập tức có hơn 10 vị đệ tử nhao nhao chạy đến, cả giận nói, sư tôn, man di này Hứa Ứng lấn ta quá đáng, xin mời sư tôn hạ lệnh, để đệ tử khu trừ rơi hắn. Ẩn Nguyên Tử còn chưa nói chuyện, Hứa Ứng thanh âm từ ngoài thành truyền đến, Ẩn Nguyên Tử, ngươi sẽ không phải là sợ ta đi. Chẳng lẽ ngươi cũng biết ta tu luyện tới đạo cảnh đệ bát trọng rồi? Ha ha ha, ta đạo cảnh đệ bát trọng, liền có thể chung ngươi đệ cửu trọng. Ẩn Nguyên Tử tức giận, phất tay áo nói, các ngươi đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Những đệ tử kia đại hỉ, nhao nhao xương phải, riêng phần mình bay ra Long đỉnh đế đô. Ẩn Nguyên Tử bước chân, đi ra tiên điện, xa xa nhìn quanh. Đúng lúc này, hắn giống như là phát giác được có chút không thích hợp, trong lòng hơi động, không tốt. Có người đang tính toán ta, người tính toán ta, đạo hạnh cực cao. Không đúng, không phải một người, là một đám người đạo hạnh cực cao. Hắn đang muốn gọi ở những đệ tử kia, nhưng ngay lúc những đệ tử kia bay ra Long đỉnh đế đô một sát na, trong lúc bất chợt đất rung núi chuyển, toàn bộ Long đỉnh đế đô trời đất quay cuồng, rơi hướng âm gian. Ẩn Nguyên Tử cười lạnh, tính toán ta, các ngươi được không? Đạo dừng, hắn quát lên một tiếng lớn, cửu trọng đạo cảnh bao phủ bốn phương tám hướng, để hết thảy đại đạo đứng im. Long đỉnh đế đô ngay tại rơi hướng âm gian, lại đột nhiên dừng ở âm dương lưỡng giới ở giữa, không thể động đậy. Ẩn Nguyên Tử đang muốn đem Long Đình Đế Đồ đưa về dương gian, đã thấy một tiếng mênh mang cười to, thanh niên hình thái Tổ Thần đứng ở trong thành, khí tức triệt để nở rộ, lập tức lập lòe thần quang che khuất bầu trời, nửa người dưới của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nửa người trên trở nên không gì sánh được rộng rãi, đỉnh thiên lập địa, tựa như một tôn vô song cự nhân. Tổ Thần mày trắng râu bạc, quang mang lóa mắt, tay bấm thần ấn, điều vận thiên địa đại đạo, lập tức toàn bộ thiên tiên giới phảng phất biến thành của hắn đạo tràng. Thiên tiên giới phảng phất tại tan rã, mặt đất vô số đạo bụi xôn xao, bay lên không trung, hóa thành đại đạo hào quang. Thiên tiên giới rất nhiều dãy núi, giang hà, không ngừng rơi xuống, xây dựng ở đạo hôi bên trên kiến trúc, từng cái lần lượt đổ sụp. Mặt đất còn tại bốc hơi, dị trùng đại đạo oanh minh, loại này tân thiên đạo nguyên bản liền từng có một lần bộc phát, chỉ là một lần kia chỉ là quy mô nhỏ, lần này lại là quy mô lớn bộc phát. Dị trùng thiên đạo đụng vào nhau, tranh đoạt vùng thiên địa này trưởng khống quyền, thiên đạo cùng thiên đạo tranh chấp chi địa, khắp nơi đều là đạo pháp ô nhiễm, các loại nhan sắc thoa khắp bầu trời, phụ cận sinh linh cũng đều thay đổi bộ dáng hình thái, thậm chí chủng tộc cũng thay đổi. Trong chớp nhoáng này tất cả long tộc cùng dị nhân đều phát giác được đạo hạnh tự thân bị thiên đạo áp chế, loại này áp chế cũng không 10 phần kịch liệt, nhưng là bao nhiêu hạn chế tu vi của bọn hắn. Ẩn Nguyên Tử, thiên đạo không còn, đại đạo đâu có phụ thuộc chi địa. Tổ Thần tay bấm thần ấn, đánh phía Ẩn Nguyên Tử, cười nói, tại của ta thiên đạo dưới, ngươi cũng là chúng sinh, chịu lấy ta chi phối. Hắn một kích này uy năng thực sự khủng bố, tam giới, 4 loại thiên đạo, tập trung vào lòng bàn tay, uy lực trí cương trí mãnh, so Hứa Ứng tam giới ấn còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Chương 1231, Ẩn Nguyên Tử đưa tay, nghênh tiếp Tổ Thần một kích này, cười lạnh nói, bất hủ cảnh đại đạo đẳng thân, không cần thiên đạo. Ngươi thiên đạo ảnh hưởng được đạo cảnh bát trọng phàm phu tục tử, không ảnh hưởng được ta mảy may. Hai người trưởng lực va chạm một khắc, Tổ Thần kêu lên một tiếng đau đớn, vô cùng to lớn thân thể bị áp chế đến không ngừng thu nhỏ, hai chân cũng đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau. Viễn Tổ gầm thét, xảy ra bất ngờ, đại long vẫy đuôi, hung hăng quét về phía Ẩn Nguyên Tử. Ẩn Nguyên Tử mỉm cười, ngươi chính là thế giới này cái thứ nhất bất hủ. Đáng tiếc, ngươi đại đạo đẳng thân bị ngươi luyện lệch. Ngươi chưa từng lĩnh ngộ được đạo đệ cửu cảnh chân lý. Hắn đưa tay chói rồng, liền gặp thiên ẩn đại đạo như là cầu vồng, hướng Viễn Tổ bay tới. Cùng một thời gian, Minh Tuân Đế quát lên một tiếng lớn, ngưng kết thời không, đem Ẩn Nguyên Tử đính tại trong thời không, chính mình cắt vào trong thời không, hướng Ẩn Nguyên Tử đánh tới. Ẩn Nguyên Tử một tay chói Viễn Tổ, đột nhiên quay người, trực diện Minh Tuân Đế, vậy mà tại ngưng kết trong thời không hành động không ngại, đồng thời đối cứng hai đại long tộc bất hủ. Oanh, Minh Tuân Đế lảo đảo lui lại, Viễn Tổ đại long cùng Ẩn Nguyên Tử liều mạng một cái, tránh thoát Ẩn Nguyên Tử phược long thủ, không có ăn thiệt thòi, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi. Lục dị nhân xuất hiện sau lưng Ẩn Nguyên Tử, động nguyên thôi động, ngang nhiên đánh tới. Ẩn Nguyên Tử cười lạnh, bị ngạn phản đồ. Lúc trước bị ngươi đắc thủ một lần, há có thể đắc thủ lần thứ hai. Lần này hắn xuất thủ vô cùng tàn nhẫn nhất, trở tay dưới một kích, lục dị nhân thần thông lập tức chôn vùi, mắt thấy liền muốn chôn vùi tại dưới trưởng của hắn. Đột nhiên Thánh Tôn cùng lục dị nhân đứng chung một chỗ, 9 đại chí tôn động nguyên, mọi loại đạo quả, mọi loại đạo cảnh, đồng thời bộc phát, hóa thành hắn trưởng lực, nghênh tiếp một kích này. Lục dị nhân cho hắn tương trợ, hai người đem tu vi tăng lên tới cực hạn, bị chấn động đến hướng về sau đi vòng quanh, rốt cục đem Ẩn Nguyên Tử một kích này ngăn lại. Ẩn Nguyên Tử trong lòng sát ý bốc lên, đang muốn xuất thủ đem những này gan to bằng trời chi đồ chém giết, đột nhiên Hứa Ứng thân hình hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, xoay người mà tới, kiếm quang huy sái, đem hắn bước lui. Hứa Ứng bịch một tiếng giáng xuống, phảng phất một tôn vô song cự nhân, dẫm lên tòa này Long Đình Đế Đô, chợt quát lên, cho ta hàng. Nhưng nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, kẹp ở âm dương lưỡng giới ở giữa Long Đình Đế Đô, đột nhiên triệt để chìm vào trong âm phủ, nện ở âm gian trên đại địa, hóa hình trăm ngàn dặm mới khó khăn lắm ngừng. Mà tại thiên tiên giới, đông đảo long tộc, dĩ nhân nhao nhao hướng hắn đánh tới, nhưng mà còn chưa xông vào Long Đình Đế Đô, liền gặp đế đô đột nhiên biến mất. Đám người vội vàng tìm khắp tứ phía, nhưng mà đúng như là Hứa Ứng sở liệu, long tộc cùng dị nhân không có tổ tiên sùng bái, bởi vậy không có âm gian mà nói, càng đừng đề cập âm gian đạo pháp thần thông. Long tộc trưởng lão, dị nhân tìm kiếm không có kết quả, lập tức riêng phần mình xé mở hư không, từ từng tầng trong hư không tìm kiếm Long Đình Đế Đô hạ lạc. Nhưng mà âm gian là cùng dương gian trùng điệp thế giới, không phải giấu ở hư không, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, cũng không có thể tìm tới. Chỉ bất quá, hay là thỉnh thoảng có hào quang sáng tỏ từ dương gian chiếu rọi đến âm gian, dù sao những này long tộc cùng dị nhân thực lực quá mạnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy âm gian. Cùng thiên tiên giới trùng điệp địa phương, có một thế giới. Đột nhiên một cái dị nhân kêu lên, sư tôn cùng Long Đình Đế Đô bị kéo vào trong thế giới kia đi. Ta không cách nào đi vào. Long tộc khác cùng dị nhân nhao nhao đuổi tới bên cạnh hắn, riêng phần mình thôi động thần thông, điều vận nhãn lực, đi dò xét thế giới kia. Bọn hắn dù sao cường đại, trí tuệ hơn người, âm gian thiên đạo kỳ thật cũng không phiền phức, không được bao lâu thời gian, bọn hắn liền sẽ lục lọi ra tiến vào âm gian pháp môn. Lúc này, âm gian bên trong, Ẩn Nguyên Tử thân hình phiêu khởi, rời đi Long Đình Đế Đô, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt bốn phía đảo qua, cười nói, ngươi là tổ thần. Một cái nguyên thủy thế giới trưởng quản thiên đạo mao thần thôi. Ngươi lớn nhất thành tựu, cũng chính là khống chế nguyên thủy thế giới thiên đạo, ngươi không cách nào trưởng thành, thật sự là đáng thương. Tổ thần tiến lên trước một bước, chiến ý dâng cao, cười nói, ta so trước đó ta, đã cường đại hơn nhiều. Ta hấp thu bỉ ngạn thiên đạo, cũng không phải là không thể trưởng thành. Ẩn Nguyên Tử mỉm cười nói, bỉ ngạn thiên đạo, ngươi gặp qua chân chính bỉ ngạn thiên đạo sao? Sẽ không phải là Thúy Nham phá hủy thế giới của các ngươi, hình thành ít ỏi thiên đạo, bị ngươi coi thành bỉ ngạn thiên đạo đi. Thật sự là đáng thương, ngươi học được thiên đạo, cũng là không trọn vẹn hư giả bỉ ngạn thiên đạo. Tổ thần sắc mặt trầm xuống, Ẩn Nguyên Tử ánh mắt đảo qua Viễn Tổ, cười nói, thổ dân đệ cửu cảnh, ta đã đánh giá qua, một cái không trọn vẹn đệ cửu cảnh, không gì hơn cái này. Viễn Tổ đại long hừ một tiếng, ta từ thái cổ đến nay liền vô địch khắp thiên hạ. Chính là cái này vô địch, để cho ngươi thấy không rõ trước mặt con đường, ngươi không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cho nên mới không chịu được như thế. Ẩn Nguyên Tử ánh mắt rơi trên người Minh Tuân Đế, lắc đầu nói ngươi cũng là như thế, luyện đến không trọn vẹn bất hủ, làm không được đại đạo đẳng thân. Minh Tuân Đế phồng lên tu vi, tùy thời chuẩn bị một kích mạnh nhất. Ẩn Nguyên Tử ánh mắt đảo qua Lục Dị Nhân, sắc mặt trải rộng xương lạnh, lập tức nhìn về phía Thánh Tôn nói tiểu man di thần thông không hỏng. Tu vi kém một chút, Thánh Tôn mỉm cười, nói ta tiến vào đệ bát cảnh thời gian ngắn ngủi, nếu là ta tu thành đệ bát cảnh đỉnh phong, liền có thể cùng các hạ tranh phong. Ẩn Nguyên Tử cười nhạo nói, ếch ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt của hắn rơi trên người Hứa Ứng, nói, ngươi chính là giết ta hai cái đệ tử Hứa Ứng. Hứa Ứng mỉm cười nói, ta cùng bọn hắn cùng cảnh giới giao phong, giết bọn hắn đều chỉ dùng một chiêu, chưa từng dùng chiêu thứ hai. Ẩn Nguyên Tử cười nói, ta đợi chút nữa giết ngươi, cũng sẽ không dùng chiêu thứ hai. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thiên ẩn động uyên một tiếng ầm vang xuất hiện tại âm gian trên bầu trời, quy mô chi hùng vĩ, khiến cho người da đầu run lên, liền phảng phất một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại mọi người đỉnh đầu, trong lỗ đen cất giấu một cái quy mô kinh người tiên giới, khắp nơi đều có tiên sơn phúc địa. Hứa Ứng thái nhất động uyên dung hợp mặt khác 30 chủng đại đạo động uyên, bây giờ đã là chí tôn cấp, quy mô có thể nói kinh người, nhưng là cùng tòa này thiên ẩn động uyên so sánh, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Thiên ẩn động uyên quy mô, thấp nhất là thái nhất động uyên 40 lần. Thánh Tôn động uyên số lượng nhiều nhất, nhiều đến 9 tòa, nhưng 9 tòa chung vào một chỗ chỉ có thể chiếm theo thiên ẩn động uyên một góc. Lục Dị Nhân động uyên có 6 tòa, là trong mọi người cổ xưa nhất động uyên, bị hắn tu luyện được vô cùng to lớn, nhưng 6 tòa chung vào một chỗ, cũng chỉ là có thể chiếm cứ một chân khác mà thôi. Tòa động uyên này, mới là bỉ ngạn người thu hoạch động uyên, mới là bất hủ chân vương đòn sát thủ chân chính. Đám người riêng phần mình tăng lên điên cuồng tu vi, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, bọn hắn căn cứ tân thiên đạo long văn, đạo văn, phù văn tăng lên đại đạo của mình, tu vi so mấy ngày trước đó thâm hậu 1-2 phần, nhưng là đối mặt Ẩn Nguyên Tử tòa động uyên này, hay là có một loại không thể địch lại cảm giác. Ẩn Nguyên Tử tâm niệm vừa động, vô biên đạo lực vò tới, gia trì bản thân, tựa như cùng một tôn tuyên cổ không diệt thiên mục nát mà ta bất hủ thái cổ thần vương. Khí tức của hắn, ép tới đám người tê cả da đầu, nhao nhao không tự chủ được thi triển ra mạnh nhất thần thông, hướng hắn công tới. Tuy là chủ động xuất kích, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều là bỗng nhiên trầm xuống. Bọn hắn cảm ứng được không thể địch nổi sát cơ, lúc này mới xuất kích, cho thấy mỗi người đều muốn so Ẩn Nguyên Tử kém rất nhiều. Viễn Tổ đại long cũng từ hướng Ẩn Nguyên Tử đánh tới, trong lòng có chút buồn bực, Ẩn Nguyên Tử tòa động uyên này, cùng uyên hải có chút giống nhau, nhưng là so uyên hải nhỏ đi rất nhiều. Là, ta uyên hải có thể hay không giống động uyên một dạng triệu hoán tới. Lúc trước đều là hắn chủ động chạy đến uyên hải bên trong, tiêu dao khoái hoạt, hiện tại hay là lần đầu động triệu hoán uyên hải suy nghĩ. Hắn nghĩ tới nơi này, ý thức thuận bất diệt linh quang thông đạo, giáng lâm Hứa Ứng thức hải, Ứng, như thế nào mới có thể phát huy động uyên lực lượng. Hứa Ứng thôi động Chu Tiên Tàn Kiếm, kiếm chạm Ẩn Nguyên Tử, không nghĩ ngợi nhiều được, đem chính mình thôi động động uyên pháp môn trực tiếp truyền cho hắn. Viễn Tổ đại long bởi vì thất thần, bị Ẩn Nguyên Tử đánh cho lăn lông lốc, nện vào bên ngoài mấy vạn dặm, vội vàng chờ mình một cái xoay người ngồi dậy, cẩn thận phỏng đoán Hứa Ứng dạy hắn pháp môn. Không chống nổi, Thánh Tôn ho ra máu, bị đánh bay ra ngoài, kêu lên, Viễn Tổ, người đang làm cái gì? Viễn Tổ mắt điếc tai ngơ, phỏng đoán một lần, thẳng dựa theo Hứa Ứng dạy pháp môn, triệu hoán Uyên Hải. Đột nhiên, âm gian kịch liệt rung chuyển một chút, không gian xoay tròn, vặn vẹo, dạn nứt. Ẩn Nguyên Tử đột nhiên cảm nhận được một cỗ khó nói nên lời cảm giác áp bách, một tòa so thiên ẩn động nguyên còn muốn lớn hơn 10 lần cự hình động nguyên, xuất hiện tại thiên tiên giới âm gian. Ẩn Nguyên Tử không khỏi dùng mình, tam giới, có đạo cảnh thập trọng tồn tại. Chương 1232, chém chân vương, phá cục. Ẩn Nguyên Tử dọa đến hồn phi phách tán, suýt nữa liền muốn chạy trối chết, nhưng chợt lấy lại tinh thần, không đúng, tòa động nguyên này, đích thật là đạo cảnh thập trọng động nguyên, nhưng bên trong đại đạo là vật vô chủ, cùng đầu này đại long tu luyện đại đạo khác biệt. Vị kia đạo cảnh thập trọng tồn tại, cũng đã chết. Hắn thở phào một hơi, nếu là đạo cảnh thập trọng tồn tại giáng lâm, như vậy 10 cái hắn cũng không đủ đối phương đánh, cơ hồ là một chiêu mất mạng. Nhưng hiện tại xem ra, vị này đạo cảnh thập trọng tồn tại hẳn là đã sớm qua đời, chỉ để lại tòa này to đến không thể tưởng tượng nổi động nguyên, cơ duyên xảo hợp bị đầu này cường tráng đại long phát hiện, chiếm làm của riêng. Con rồng này ngay cả tòa động nguyên này 1% lực lượng đều không phát huy ra. Hắn yên lòng, đồng thời trong lòng buồn bực không gì sánh được, tam giới, tại sao có thể có thập trọng động nguyên? Chẳng lẽ nơi này đã từng sinh ra đạo cảnh thập trọng tồn tại? Nếu là từng sinh ra loại tồn tại này, làm sao lại tử vong? Mà lại, tam giới đạo pháp thần thông làm sao lại như vậy rớt lại phía sau? Hắn có chút không hiểu, nếu là tam giới có như thế tồn tại cường đại, Thúy Nham bay qua vũ trụ này lúc, bởi vì đối phương đại đạo cơ cấu cùng Thúy Nham đại đạo cơ cấu cân bằng, Thúy Nham liền sẽ không phát huy bất luận uy lực gì, thẳng từ nơi này vũ trụ xuyên qua, đi tìm kế tiếp vũ trụ. Nếu như vũ trụ này đại đạo cơ cấu càng cao cấp hơn, Thúy Nham bên trên đại đạo cơ cấu liền sẽ bị thay thế, trở lại Bỉ Ngạn về sau, liền sẽ bị Bỉ Ngạn cường giả lấy đi học tập. Chỉ là loại tình huống này, tạm thời còn chưa gặp được. Thúy Nham trực tiếp phá hủy tam giới, cũng không phát động cao đẳng cơ cấu, lưu lại rất nhiều bí ẩn. Viễn Tổ đại long triệu hoán đến Uyên Hải vận chuyển, hùng hồn vô địch đạo lực lập tức chút xuống, cơ hồ là rót vào trong cơ thể của hắn, để hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy thực lực tu vi tăng vọt mấy lần. Lung cô, long ngâm chấn động, Viễn Tổ đại long lòng tin bạo tăng, giết tới Ẩn Nguyên Tử trước mặt, tốc độ nhanh chóng, chính hắn cũng bị giật nảy mình. Ẩn Nguyên Tử đón đỡ hắn một kích này, bị chấn động đến khí huyết sôi trào, hai người thần thông va chạm, Viễn Tổ thần thông lập tức cáo phá, bị Ẩn Nguyên Tử lấy yếu thắng mạnh, đem hắn thần thông phá giải, không thể kiến công. Viễn Tổ bị đánh cái lảo đảo, trong lòng giật mình, bất hủ thần thông. Hắn bất hủ thần thông uy lực, trên ta xa, hắn tu thành bất hủ cảnh, đằng sau không còn có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi nhân vật, thần thông của hắn liền lại khó tiến lên trước một bước. Ẩn Nguyên Tử nghênh đón Tổ Thần, Minh Tuân Đế, Lục Dị Nhân cùng Thánh Tôn tiến công, chiêu pháp huy sái, đồng thời cùng Viễn Tổ cứng đối cứng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hứa Ứng thì thôi động Chu Tiên Kiếm, sát ý sôi phản, đi về phía Ẩn Nguyên Tử thiên ẩn động nguyên đánh tới, chuẩn bị trước phá hắn động nguyên. Xuy, kiếm quang mấy vạn dặm, đâm vào thiên ẩn động nguyên bên trong, Hứa Ứng dùng sức quấy, phảng phất quấy biển cả, kiếm quang những nơi đi qua, san sát thiên sơn nhao nhao phá diệt. Ẩn Nguyên Tử vừa sợ vừa giận, cảm thấy được động nguyên bị hao tổn, tu vi của mình cũng không ngừng suy sụp, lập tức dứt bỏ đám người thẳng đến Hứa Ứng mà đi. Đám người vội vàng ở phía sau đuổi theo, cũng chỉ có Tổ Thần cùng Viễn Tổ có thể theo kịp hắn. Động nguyên là Ẩn Nguyên Tử đạo cảnh, đại đạo lạc ấn thiên địa vị trí, nếu là bị Hứa Ứng phá hắn động nguyên, hỏng hắn đạo cảnh, thế tất đối với hắn là cái đả kích thật lớn. Ẩn Nguyên Tử một trường đem Tổ Thần đánh cho bay ngược mà đi, liều mạng Viễn Tổ một chiêu, lập tức thôi động bất hủ thần thông, một trường đánh tới, nhưng gặp thiên ẩn đại đạo chảy xiết, hình thành ức vạn tinh thần bắn ra sán lạn cảnh tượng. Tuy là sán lạn, nhưng một màn này lại đại biểu cho diệt tuyệt, bất hủ cảnh tồn tại ở một kích quả nhiên là cường hoành không gì sánh được. Ẩn Nguyên Tử thật sự nổi giận, quát, ta nói giết ngươi không cần chiêu thứ hai, liền tuyệt sẽ không dùng. Hứa Ứng chỉ cảm thấy chính mình không gian bốn phía đều bị giam cầm, không chỗ có thể trốn, cũng vô pháp tránh né, lúc này thi triển ra bất hủ bát pháp đệ tứ pháp Chu Tiên, tiến ra đón. Chu Tiên Tàn Kiếm cũng phát giác được nguy hiểm tiến đến, kiếm ý xuất phát, phong mang lướt qua, hết thảy tinh thần tất cả đều phá diệt. Cùng một thời gian, Viễn Tổ đánh tới, điều vận Uyên Hải chi lực, thôi động thần thông, công hướng Ẩn Nguyên Tử hậu tâm. Ẩn Nguyên Tử trên mặt màu xanh, nâng lên một tay khác nghênh tiếp công kích của hắn, nhưng lực lượng chân chính hay là thả trên người Hứa Ứng. Oanh, tàn kiếm bổ ra Ẩn Nguyên Tử thần thông, nhưng lập tức ức vạn tinh thần nghiền ép mà đến, Hứa Ứng ra sức múa kiếm, hay là khó mà ngăn cản, bỗng nhiên chân đạp tuế nguyệt trường hà, chạy như điên. Ẩn Nguyên Tử cái kia tất sát nhất kích hay là xâm nhập mà đến, Hứa Ứng giẫm tại trên trường hà, mượn tuế nguyệt chi lực làm hao mòn một kích này uy năng, nhưng vẫn là bị chấn động đến miệng phun máu tươi, tuế nguyệt trường hà đùng đùng phá toái. Hứa Ứng bay ngược mà đi, một tiếng ầm vang đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu, không nhúc nhích. Chết chưa hết tội, Ẩn Nguyên Tử bị Viễn Tổ chấn động đến thổ huyết, cười lạnh một tiếng. Hắn nghênh tiếp Viễn Tổ, Tổ Thần, Lục Dị Nhân, Minh Tuân Đế cùng Thánh Tôn cũng tự sát đến, Ẩn Nguyên Tử giải quyết hết Hứa Ứng cái này mầm tai họa, thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt lộ hung sắc, trước hết giết Tổ Thần, lại giết Long Đế, diệt trừ phản đồ, còn lại một con rồng lớn cùng một cái tiểu man di, liền dễ dàng đối phó nhiều. Thần thông của hắn chính là bất hủ thần thông, đạo pháp tự nhiên, đại đạo chi lực chấn động, vừa chiến vừa đi, miễn cho lâm vào trùng vây, mấy chiêu ở giữa liền đánh cho Tổ Thần khí tức tán loạn. Tổ Thần pháp lực cực mạnh cùng hắn tương xứng, nhưng là Tổ Thần dù sao cũng là thiên địa nguyên thần, không có cái gì ngộ tính, thần thông kém xa hắn. Ẩn Nguyên Tử nhìn chằm chằm Tổ Thần, thiên ẩn cửu thức thi triển ra, từ thiên tinh lạc thế, đến đạo ẩn cửu chỉ, đánh cho Tổ Thần ho ra máu. Dù là Viễn Tổ tu vi cường hoành, Minh Tuân Đế thần thông tinh diệu, Lục Dị Nhân công kích kinh nhân, Thánh Tôn đạo pháp tinh vi, cũng không thể ngăn cản Tổ Thần xu hướng suy tàn. Đúng lúc này, Ẩn Nguyên Tử bỗng nhiên chỉ cảm thấy chính mình động nguyên bị hao tổn, pháp lực lại lần nữa bất ổn, vội vàng nhìn lại, không khỏi vừa sợ vừa giận. Chỉ gặp Hứa Ứng không biết làm tại sao, lại còn sống tới, thôi động chiếc kia Chu Tiên Tàn Kiếm, vạn dặm kiếm quang như là cây tăm quấy vạc lớn, cắm vào hắn trong động nguyên ra sức quấy, đem từng tòa tiên sơn chém thành bột mịn. Ẩn Nguyên Tử giận không kềm được, bước lui Tổ Thần cùng Viễn Tổ, vươn người đứng dậy thẳng hướng Hứa Ứng, quát: "Tiểu tử ngươi còn không chết!" Hứa Ứng thôi động Chu Tiên Tàn Kiếm, hướng hắn nghênh đón, khí diễm phách lối: "Ngươi không phải nói một chiêu đánh chết ta à? Ngươi đánh không chết ta, ta chết như thế nào?" Ẩn Nguyên Tử thôi động đạo ẩn cửu chỉ, đang liên tiếp chỉ lực kích trên Chu Tiên Tàn Kiếm, đem Hứa Ứng thần thông phá vỡ, sau đó vài chỉ thẳng đến Hứa Ứng mệnh môn mà đi. Hứa Ứng Chu Tiên Tàn Kiếm bị chấn thoát, chỉ có thể bằng vào thần thông đón đỡ, hắn võ đạo động nguyên nhất thống mặt khác ngũ đại động nguyên, điều vận tất cả lực lượng thi triển bất hủ bát pháp, đem từng đạo chỉ lực ngăn lại. Đợi thi triển đến đệ ngũ pháp lúc, một đạo chỉ lực xuyên thấu hắn vạn đạo thần thông, lực lượng kinh khủng xuyên qua nhục thể của hắn, Hứa Ứng lập tức mất đi hết thảy lực lượng, thi thể rơi xuống dưới. Ẩn Nguyên Tử thư một hơi, phía sau lại trúng Viễn Tổ một kích, bị đánh đến thổ huyết, diện mục có chút dữ tợn, thầm nghĩ, lần này nhất định phải triệt để diệt trừ bọn hắn. Hắn có chút bất đắc dĩ, mấy người kia thế mà đều không nhận hắn bỉ ngạn đại đạo ảnh hưởng, theo lý tới nói, tam giới bản thổ đại đạo cơ cấu tương đối thấp, không cách nào cùng lý cơ cấu đối kháng, sẽ dần dần bị táng hóa, mà mấy người kia thế mà đều không có bị táng hóa xu thế. Tam giới đạo pháp cơ cấu đang trưởng thành, mấy cao thủ này, cải tiến tam giới đại đạo cơ cấu. Ẩn Nguyên Tử trong mắt lóe lên một vòng hung quang, lời như vậy, càng không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn còn sống sót. Hắn thôi động thiên ẩn huyền công, đem thiên ẩn động nguyên trói buộc, động nguyên càng ngày càng nhỏ, đứng ở sau đầu của hắn. Thiên ẩn cửu thức chiêu pháp biến hóa khó lường, tuy là 9 thức, nhưng mỗi một lần thi triển chiêu pháp đều có chỗ khác biệt, không có giống nhau thần thông. Đây mới là đại đạo đẳng thân bất hủ cảnh chân chính thực lực. Đột nhiên, Ẩn Nguyên Tử đầu có chút mê muội, chỉ cảm thấy tu vi lại đang giảm đột ngột, không khỏi vừa sợ vừa giận, hiện ra cổ thần nguyên thần, giết vào thiên ẩn động nguyên bên trong. Quả nhiên, Hứa Ứng không ngờ sống lại thôi động Chu Tiên Tàn Kiếm, ngay tại hắn trong động nguyên trắng trợn phá hư. Ẩn Nguyên Tử nguyên thần xông vào trong động nguyên, kêu lên: "Lần này để cho ngươi tai kiếp khó thoát." Chương 1233, hắn hướng Hứa Ứng đánh tới, Hứa Ứng không sợ chút nào, thôi động Chu Tiên Tàn Kiếm chào đón, hai người tại trong động nguyên giết đến thiên hôn địa ám. Ẩn Nguyên Tử ý chí cường đại vô địch, đối kháng Chu Tiên Tàn Kiếm sát ý cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cùng Hứa Ứng chém giết, hay là đem Hứa Ứng đánh cho liên tục bại lui. Hứa Ứng thôi động lục đại động nguyên, tại dưới sự áp bách của hắn ngược lại tu vi càng ngày càng mạnh, đối với thái nhất chi đạo lĩnh hội càng ngày càng cao sâu. Ẩn Nguyên Tử nguyên thần phát giác được điểm này, trong lòng vừa sợ vừa giận, muốn diệt trừ hắn, lại nhất thời trong chốc lát khó mà thành công. Hai người đấu pháp, đối với thiên ẩn động nguyên hình thành phá hoại cực lớn, ngược lại tổn thương Ẩn Nguyên Tử thực lực tu vi. Động nguyên nội bộ, chiến đấu kịch liệt, phía ngoài chiến đấu càng tàn khốc hơn, Viễn Tổ, Tổ Thần, Minh Tuân Đế, Lục Dị Nhân cùng Thánh Tôn liều tính mạng công hướng Ẩn Nguyên Tử, đánh cho Ẩn Nguyên Tử mình đầy thương tích, trên người bọn họ cũng nhiều ra bị thương. Đột nhiên, răng rắc một tiếng, Thánh Tôn ngã xuống, đập xuống đất, hắn muốn đứng lên, quanh thân đột nhiên thêm ra mấy chục cái huyết động, suy đổ máu. Hắn động nguyên cũng tự phá rách dưới nát, từng cái không cách nào vận chuyển. Thánh tôn mặt hướng xuống mới ngã xuống. Sau một khắc, lục dị nhân lục đại động nguyên, hai cái chân bị ẩn nguyên tử quét gãy, miệng phun máu tươi bị một chưởng đánh bay, không biết sống chết. Minh Tuân Đế hóa thành tiên long, quấn chặt lại lấy ẩn nguyên tử thân thể, lại bị ẩn nguyên tử bàn tay bắt bỏ vào sau đầu, rút ra gân rồng. Viễn tổ cùng tổ thần một cái miệng phun máu tươi, một lần thể đầy thương tích, riêng phần mình diện mục dữ tợn, còn tại điên cuồng tiến công, đem ẩn nguyên tử đánh cho vết thương càng ngày càng nhiều. Đúng lúc này, âm gian bầu trời đột nhiên sáng lên, quang mang chói mắt chiếu rọi đến, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một vết nứt, có dị nhân vừa mừng vừa sợ, kêu lên tìm được sư tôn. Ẩn nguyên tử lộ ra nét mừng, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo thân hình hướng bên này bay tới. Cùng một thời gian, Tiên Đình Đế Đô dưới cổng thành, bị treo ở nơi đó Minh Đạo Đế chậm rãi mở mắt, ánh mắt rơi vào ngay tại trong chém giết tổ thần, viễn tổ cùng ẩn nguyên tử trên thân. Cái kia từng đạo hào quang sáng tỏ từ dương gian chiếu rọi đến, chiếu sáng tòa này cổ lão tiên thành. Long Đình Đế Đô là Minh Đạo Đế năm đó trở lại cố thổ thiên tiên giới về sau, phỏng theo Bỉ Ngạn Thiên Tuyệt Thành mà kiến tạo thành thị, bố cục của nơi này cùng Thiên Tuyệt Thành bố cục nhất trí, mỗi một nhà kiến trúc đều là Bỉ Ngạn phong cách, là hắn lớn nhất tâm huyết, cũng là hắn kiêu ngạo. Hắn phổ biến toàn diện táng hóa, toàn bộ thiên tiên giới, tất cả long tộc học tập Bỉ Ngạn văn hóa văn minh cùng ngôn ngữ, đem đi qua truyền thống hết thảy vứt bỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào bị rút mất gân rồng trên thân phụ thân, cựu đế Minh Tuân còn tại bỏ sát, ý đồ tiếp tục một trận chiến. Hắn đã sớm đem Hứa Ứng bọn người đại chiến ẩn nguyên tử một màn để ở trong mắt, cũng biết Hứa Ứng đám người mục đích. Các ngươi dự định diệt trừ ẩn nguyên tử cùng đệ tử, bước ta không thể không lựa chọn tân đạo, lựa chọn địa tiên giới. Chỉ là các ngươi, đánh giá cao thực lực của mình, đánh giá thấp ẩn nguyên tử. Hắn sắc mặt phức tạp, đột nhiên thân thể khẽ động, vô thanh vô tức từ dưới cổng thành chóc ra, xuyên qua hắn thân thể cái kia đạo màu xanh biếc dây lụa phảng phất một đầu cứng nắc rắn, chậm rãi rủ xuống tới. Các ngươi chưa từng đi Bỉ Ngạn, căn bản không biết Bỉ Ngạn bất hủ chân vương thực lực, các ngươi chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết xông về phía trước. Hắn lắc đầu, lộ ra vẻ không hiểu, thấp giọng nói, Hứa Ứng, thánh tôn thiếu niên như vậy một bầu nhiệt huyết ngược lại cũng thôi, phụ thân ngươi làm sao cũng một bầu nhiệt huyết. Còn có lục dị nhân, ngươi vì sao cũng muốn phản kháng Bỉ Ngạn. Càng làm cho hắn không nghĩ ra là viễn tổ, tổ thần hai cái này không gì sánh được cổ lão ra hỏa, thế mà cũng không tiếc ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Những lão già này muốn làm, vẻn vẹn để hắn quyết định, vứt bỏ táng hóa. Phụ thân, viễn tổ, ta không hiểu các ngươi vì sao muốn làm những này, nhưng là, ta không thể ngồi xem các ngươi bị đánh chết. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, đón ẩn nguyên tử xông lên phía trước, phía sau hắn, Long Đình Đế Đô kiện này không gì sánh được hùng vĩ bất hủ pháp khí tại bộc phát uy năng. Từ trên bầu trời lao xuống long tộc, dị nhân, tại hướng hắn xem ra, có lộ ra kinh ngạc, có hãi nhiên, có hoảng sợ, có tại hướng hắn khoát tay, lớn tiếng kêu la cái gì. Còn có người thi triển thần thông, tế lên pháp bảo, không muốn mạng hướng hắn đập tới. Oanh, Long Đình Đế Đô tại Minh Đạo Đế khống chế bên dưới bộc phát, Bỉ Ngạn đại đạo thức tỉnh, mang theo vô thượng uy năng hướng ẩn nguyên tử phóng đi. Ẩn nguyên tử quay người, đối diện liền nhìn thấy Long Đình Đế Đô đại đạo ngưng tụ thành một cỗ hữu hình vô chất năng lượng, thẳng đến tới mình. Hắn duỗi ra hai tay nghênh tiếp một kích này, chỉ nghe hai tay răng rắc đứt gãy tiếng vang truyền đến, sau lưng của hắn, tổ thần cùng viễn tổ song trưởng đánh vào phía sau lưng của hắn, hai cỗ lực lượng nghiền ép lên đến, hắn nghe được chính mình xương sườn đứt gãy thanh âm. Viễn tổ cùng tổ thần gầm thét, đẩy thân thể của hắn đón lấy Long Đình Đế Đô. Ầm ầm tiếng và đập truyền đến, bất hủ tiên khí lại bị đâm đến thành lâu nổ tung, từng tòa không thể phá vỡ tiên cung tiên điện tại cỗ này va chạm bên dưới nhao nhao nổ tung. Cùng một thời gian, Hứa Ứng phát giác được ẩn nguyên tử cổ thần nguyên thần thất kinh, không cần nghĩ ngợi, thỏa thích thôi động Chu Tiên tàn kiếm tự ý di nhét thiên địa, bá một tiếng, kiếm quang xuyên thủng ẩn nguyên tử nguyên thần y. Đúng lúc này, hắn phát giác được một tia cảm giác khác thường. Kiếm ra, đi mau, hắn dốc hết có khả năng, hướng động nguyên bên ngoài bay đi, Chu Tiên tàn kiếm còn dự định tìm kiếm cổ thần trong nguyên thần ý thức, tìm kiếm càng nhiều liên quan tới thông thiên kiếm chủ tin tức, nghe được hắn kêu gọi, vội vàng hướng bên ngoài bay đi. Một người một kiếm vù vù hai tiếng, từ trong thiên ẩn động nguyên xuyên qua. Hứa Ứng trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia thiên ẩn động nguyên phi tốc xoay tròn, không ngừng thu nhỏ, bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Mà Long Đình trong đế đô, tổ thần cùng viễn tổ vây công ẩn nguyên tử, rốt cục đem tôn này Bỉ Ngạn bất hủ chân vương đánh chết tươi. Viễn tổ cười ha ha, tiếng cười như sấm, chúng ta rốt cục trừ đi Bỉ Ngạn bất hủ. Minh đạo tiểu nhi, bây giờ ngươi không thể không phản. Hứa Ứng nhìn qua cái kia thiên ẩn động nguyên biến mất phương hướng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Minh đạo đế đem trong tay thúy tóc đen mang quăng lên, chỉ gặp cái kia thúy tóc đen mang phi hành trên không trung một tuần, trong chớp nhoáng bỏ chạy, thản nhiên nói, Viễn Tổ, các ngươi chưa từng đi Bỉ Ngạn, không biết Bỉ Ngạn cường đại. Bỉ Ngạn bất hủ chân vương, khống chế mấy ngàn vũ trụ, vô số người sinh tử, sẽ không đích thân giáng lâm. Hắn đằng không mà lên, hướng những dị nhân kia cùng long tộc bay đi, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, tất cả long tộc con dân, nghe ta hiệu lệnh, giết chết tất cả Bỉ Ngạn dị nhân, lập tức vứt bỏ tất cả động uyên. Hắn đi đầu một bước, hướng Ẩn Nguyên Tử đệ tử đánh tới. Mà không chung những long tộc kia trong não hay là một mảnh hỗn độn, không biết làm sao. Hứa Ứng cái thứ nhất tỉnh ngộ lại, tê cả ra đầu, cũng từ hướng những dị nhân kia phóng đi, quát tất cả mọi người, mau mau chém tới động uyên. Bỉ Ngạn, Thiên Ẩn Cung, bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử khô tỏa bất động, sau đầu của hắn Thiên Ẩn động uyên bay tới, treo ở trong bầu trời tăm tối, mà tại sâu trong bóng tối, còn có to to nhỏ nhỏ vô số kẻ động uyên treo lơ lửng. Chỉ là những này động uyên cũng không phải là tại Bỉ Ngạn, mà là tại Bỉ Ngạn nắm giữ mấy ngàn trong vũ trụ, bị tu luyện không trọn vẹn bản Thiên Ẩn Huyền Công người tu hành chỗ triệu hoán. Bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử chậm rãi mở mắt, chân trần đứng dậy, mênh mông thâm thúy thần thức lập tức truyền vang ra, truyền lại đến Bỉ Ngạn từng tôn chân vương trong óc. Trong tam giới thiên tiên giới, đã mất khống chế, các vị đạo hữu, xin bắt đầu thu hoạch, chương 1234, thu hoạch thiên tiên giới. Bỉ Ngạn bên trong, từng cái cổ xưa mà cường đại ý thức thức tỉnh. Ẩn Nguyên Tử, chuyện gì xảy ra, để cho ngươi chật vật như thế? Có hùng vĩ thần thức cười nói. Ẩn Nguyên Tử trên mặt vẻ xấu hổ, nói thiên tiên giới mất khống chế, sớm thu hoạch, còn có thể kiếm chút lợi tức, chậm thì sinh biến. Trong đó nguyên do, đợi thu hoạch qua đi, ta sẽ hướng các vị đạo hữu giải thích. Từng cái hùng vĩ thần thức từ hỗn độn hải đại thiên vũ trụ bên trong khóa chặt tam giới thiên tiên giới phương vị, thấy rõ mỗi một cái cùng bọn hắn có liên quan động nguyên. Trận này thu hoạch, rốt cục bắt đầu. Thiên tiên giới bên trong, Hứa Ứng không nói lời gì tế lên Chu Tiên Tàn Kiếm, từ từng cái long tộc chí tôn động nguyên bên trong chém qua, đem những này động nguyên cùng long tộc cường giả ở giữa liên hệ chặt đứt, chợt thân hình chuyển hướng, hướng những dị nhân kia đánh tới. Minh Đạo Đế cũng từ phi thân lên, truyền lệnh nói, tất cả long tộc, nghe chấm hiệu lệnh, đoạn đi triệu hoán đến động nguyên. Có chút long tộc nghe hắn hiệu lệnh, chủ động chém tới động nguyên, cũng có chút long tộc ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại hướng hắn công tới. Minh Đạo Đế thôi động thần thông, tế lên Long Đình Đế Đô, từng tòa tiên điện tiên cung tiên kiều bay ra, đem bọn hắn trấn áp. Minh Đạo Đế chém xuống bọn hắn động nguyên, cao giọng nói, Hứa đạo tổ, người trước hết giết dị nhân, mặt khác không cần ngươi nhúng tay. Hứa Ứng nghe vậy, tập trung tinh thần, hướng dị nhân phóng đi. Ẩn Nguyên Tử đệ tử bên trong còn có hơn 10 vị dị nhân cường giả, gặp hắn khí thế hung hung, vài kiếm liền đem một vị sư huynh chém giết, vội vàng bốn phía bỏ chạy. Viễn Tổ cùng Tổ Long gặp Minh Đạo Đế cùng Hứa Ứng tại ngắn ngủi một lát, liền đem từng tòa động nguyên chém xuống, riêng phần mình tỉnh ngộ lại, cũng từ đằng không mà lên, áp chế thương thế, hướng những long tộc kia đuổi theo, trợ giúp Minh Đạo Đế chém tới những này long tộc động nguyên. Từng cái dị nhân vì tránh né Hứa Ứng, nhao nhao từ âm gian trốn về dương gian, Hứa Ứng giết trở lại dương gian, đã thấy Minh Đạo Đế thân ảnh cũng trở về thiên tiên giới, vang dội tiếng long ngâm vang tận mây xanh, bốn phương tám hướng truyền ra tới. Tất cả long tộc con dân nghe lệnh, ta chính là Long Đế Minh Đạo, tình thế nguy cấp, lập tức chém tới tự thân triệu hoán đến động nguyên. Thần thức của hắn càng là khuấy động, hướng nơi xa xôi hơn truyền lại. Bỉ Ngạn chân vương, muốn mượn động nguyên xâm lấn, thu hoạch các ngươi tính mệnh, nhanh chóng chém tới triệu hoán mà đến động nguyên. Hắn liên thanh hô quát, đem thanh âm của mình truyền lại đến thiên tiên giới mỗi một hẻo lánh. Một ngày này, thiên tiên giới liên tục gặp đại loạn, đầu tiên là gặp được thiên đạo kịch biến, dị trùng thiên đạo khôi phục, quấy nhiễu được tất cả đạo pháp cùng tu vi, không ít long tộc ở vào hai loại thiên đạo tranh chấp vị trí, bị thiên đạo xung đột biến thành kỳ kỳ quái quái sinh vật. Thứ yếu chính là Hứa Ứng Viễn Tổ Tổ Thần bọn người ám toán bất hủ chân vương Ẩn Nguyên Tử, đem toàn bộ tiên đình đế đô kéo đến âm gian, gây nên lớn lao chấn động. Hiện tại, Minh Đạo Đế lại truyền âm tất cả long tộc, để bọn hắn chém xuống chính mình triệu hoán đến động nguyên, nói Bỉ Ngạn sắp thu hoạch, khiến cho bọn hắn không nghĩ ra. Bất quá đối với Minh Đạo Đế, đại bộ phận long tiên đều là tràn đầy kính ngưỡng, dù sao vị này long tộc đại đế cứu vớt thế nhân tại nguy nan, mang theo long tộc đi ra diệt tuyệt khốn cảnh, tìm được Bỉ Ngạn, đồng thời cầu tới Bỉ Ngạn thánh pháp. Hắn là long tộc trung hưng chi chủ, là long tộc biểu tượng. Mệnh lệnh của hắn, rất nhiều người làm theo, đem chính mình triệu hoán đến động nguyên chém xuống tới. Nhưng cũng có rất nhiều long tộc trần chờ, dù sao động nguyên là bọn hắn tu luyện thánh địa, nếu như chém xuống, động nguyên trở về Bỉ Ngạn, chẳng phải là chậm trễ chính mình tu hành. Nhưng vào lúc này, Thương Trúc Chân Vương thanh âm truyền đến, Minh Đạo Đế phản bội long tộc, mưu hại Bỉ Ngạn bất hủ chân vương ngươi Ẩn Nguyên Tử, tất cả Long tộc con dân, không được nghe Minh Đạo chi mệnh. Thanh âm của hắn đồng dạng lấy thần thức trải rộng thiên tiên giới, để rất nhiều nguyên bản trần chờ Long tộc dừng lại. Minh Đạo Đế giận tím mặt, lập tức tìm kiếm Thương Trúc Chân Vương, tiếp tục thần thức truyền âm, khuyên bảo con dân lập tức chém xuống động uyên. Hứa Ứng thì cùng Viễn Tổ, Tổ Thần phi thân lên, đi chém những Long tộc kia động uyên. Không ít Long tộc cường giả không nguyện ý tự chém động uyên, cùng bọn hắn chém giết. Viễn Tổ cùng Tổ Thần đều thân chịu trọng thương, dáng chống đỡ lấy giúp bọn hắn chém xuống, ngược lại bị bọn hắn đả thương. Một bên khác, Hứa Ứng truy sát dị nhân, cũng lọt vào không ít Long tộc cường giả ngăn cản. Giống bọn hắn dạng này cứu người, có thể cứu dù sao cũng là số ít. Chân chính cứu người, hay là dựa vào mọi người tự cứu. Thương Trúc Chân Vương bị Minh Đạo Đế tìm ra, hai người một lời không hợp, liền lập tức khai chiến. Thương Trúc Chân Vương lúc trước bị Hứa Ứng, Lục Dị Nhân trọng thương, đối mặt Minh Đạo Đế công kích, rất nhanh tràn ngập nguy hiểm, quát: Minh Đạo tiểu nhi, người đây là muốn đem ta Long tộc hướng tuyệt lộ dẫn. Không vâng lời bỉ ngạn bất hủ, ta Long tộc diệt tuyệt ít ngày nữa vậy. Minh Đạo Đế cả giận nói: Ẩn Nguyên Tử đã bị chém giết, người còn tại làm xuân thu đại mộng. Hiện tại nếu như không vứt bỏ động uyên, tất cả Long tộc đều sẽ được bỉ ngạn thu hoạch. Thương Trúc Chân Vương cười lạnh nói: Bỉ ngạn thu hoạch. Muốn thu hoạch cũng là thu hoạch người bực này bất trung bất nghĩa chi thần, sẽ không thu hoạch chúng ta bực này lương dân. Bỉ ngạn Chân Vương sẽ biết lòng trung thành của chúng ta, sẽ không thu hoạch chúng ta, sẽ chỉ đem bọn ngươi đám phản tặc này thu hoạch sạch sẽ. Minh Đạo Đế quát: Chân Vương, động uyên là liên tiếp hai bên bờ thông đạo, bỉ ngạn Chân Vương giáng lâm chính là dựa vào những này động uyên, nhanh chóng hủy đi, còn có thể bảo toàn. Không có động uyên, bọn hắn liền không cách nào giáng lâm. Thương Trúc Chân Vương bởi vì thụ thương, thực lực không bằng hắn, rất nhanh liền bị áp chế, cười nói: Minh Đạo, làm việc chỉ cần có hai tay chuẩn bị. Ngươi làm người phản tặc, ta chúng ta bỉ ngạn, hai chúng ta lựa chọn một con đường, luôn có thể sống sót một nhóm tộc nhân không phải. Minh Đạo Đế nghe vậy có chút chần chờ. Hắn cùng Thương Trúc Chân Vương ở giữa không thể nói địch nhân, tương phản, hữu nghị ngược lại càng nhiều hơn một chút. Thương Trúc Chân Vương là cùng hắn người cùng thời đại, đến bỉ ngạn về sau, Thương Trúc bị bỉ ngạn phồn hoa cùng hưng thịnh kinh sợ, đối với hắn nói ra, nhất định phải toàn diện học tập bỉ ngạn, đem nơi này tri thức mang về tam giới. Bọn hắn cạnh tranh với nhau, liều mạng học tập bỉ ngạn tri thức, thường xuyên đọ sức, lẫn nhau có thắng bại. Học hữu sở thành đằng sau, bọn hắn trở về thiên tiên giới. Khi đó thiên tiên giới không có gì cả, chỉ có hạ trăm vạn năm đạo hôi chi tuyết, hết thảy bách phế đãi hưng. Mới Long tộc thiên đình cần tuyển ra một vị tiên đế, giữa hai người là cạnh tranh quan hệ, cuối cùng bởi vì Minh Đạo là Minh Tuân Đế chi tử nguyên nhân, trở thành Long tộc tiên đế. Nhưng lúc ấy tộc nhân bên trong ủng hộ Thương Trúc cũng không phải số ít, nếu như Thương Trúc không thừa nhận hắn cái này Long đế, như vậy Long tộc ở giữa tất có một trận nội chiến. Thương Trúc để tránh Long tộc phân liệt, chủ động xưng thần, lúc này mới đem một trận nội chiến hóa giải. Về sau Thương Trúc trước hắn một bước tu thành bất hủ cảnh, có không ít người cho là Thương Trúc càng có xưng đế tài cán. Bất quá Thương Trúc cũng không thừa cơ bức bách Minh Đạo Đế nhường ngôi, mà là tiếp tục lấy hắn vi tôn, về sau Minh Đạo Đế cũng chứng đạo bất hủ, tao ngộ cường địch Lục Dị Nhân, cũng là Thương Trúc cùng hắn liên thủ, lúc này mới đem Lục Dị Nhân đánh bại. Giữa hai người thường có ăn ý, thường xuyên nói lời chính là ngươi làm mặt đen, ta làm mặt trắng, hoặc là làm hai loại chuẩn bị, ngươi đầu hàng, ta phản kháng, đều có thể là Long tộc kéo dài tính mạng. Như vậy đủ loại, hiện tại Thương Trúc làm, chính là giữa bọn hắn thường xuyên làm sự tình, một đen một trắng, một cái đầu hàng, một cái phản kháng. Lúc trước, bọn hắn gặp phải bất luận cái gì khốn cảnh, bất kỳ nguy hiểm nào, đều dựa vào loại phương pháp này bảo toàn Long tộc. Thương Trúc đạo huynh bây giờ không giống với lúc trước, Minh Đạo Đế chống chọi Thương Trúc thế công, tận tình khuyên bảo nói, Viễn Tổ bọn hắn tìm ra có thể đối kháng táng hóa Long văn mới, bỉ ngạn nhất định không dung hứa loại chuyện này phát sinh, chắc chắn sẽ đến đây thanh tẩy. Hiện tại một đen một trắng đi không thông, Thương Trúc Chân Vương bị hắn áp chế, cười nói coi như vậy, bỉ ngạn cũng có hai loại lựa chọn. Một là diệt trừ các ngươi, hai là diệt trừ tất cả Long tộc. Ta lựa chọn loại thứ nhất còn có thể bảo toàn một bộ phận Long tộc tính mệnh. Minh Đạo Đế giận tím mặt, chặt đứt tất cả động uyên, đoạn đi bỉ ngạn liên hệ, chúng ta có thể bảo toàn tự thân. Hôm nay, không cần mặt trắng mặt đen, hôm nay ngươi nghe ta một lần. Một bên khác, Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành, Nguyên Bất Quy, Mạnh Tam Thông mấy người cũng phát hiện Minh Đạo Đế cùng Thương Trúc Chân Vương một trận chiến, lại nghe được hai vị bất hủ cảnh tồn tại truyền âm, riêng phần mình có chút chần chờ. Thừa tướng, phải chăng muốn tự chém động uyên? Nguyên Bất Quy nói, bệ hạ nói tình thế nghiêm trọng, nếu là không tự chém động uyên, chỉ sợ sẽ là bỉ ngạn thừa lúc. Chúng ta nên nhanh chóng quyết đoán. Nguyên Hành trần chờ một chút, nói tự chém động uyên, tổn thất cực lớn, nếu là chúng ta đều tự chém, như thế nào chống cự ngoại địch? Ánh mắt của hắn quét về phía ngay tại bay tới bay lui kiếm trảm dị nhân Hứa Ứng, vừa nhìn về phía Viễn Tổ, Tổ Thần bọn người, nói, bây giờ sự tình, chỉ cần bàn bạc kỹ hơn, không bằng xuất thủ trước thuyết phục bệ hạ cùng chân vương, để bọn hắn ngưng chiến, chúng ta tổ chức Long tộc trưởng lão hội nghị, tại trong hội nghị bỏ phiếu định đoạt. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên một vị chưa từng chém tới động nguyên Long tộc trưởng lão đạo cảnh bên trong, một thân chuyên cần khổ luyện cổ thần nguyên thần cất bước đi ra, răng rắc một tiếng bóp nát trưởng lão kia đầu lâu. Chương 1235, vị trưởng lão kia căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền thân tử đạo tiêu, một thân tu vi toàn bộ hóa thành cuồn cuộn phun trào chân khí, thiên trùy bách luyện đại đạo, cũng thay đổi thành đồ vật của người khác. Tôn kia cổ thần nguyên thần, đi ra hắn bát trọng đạo cảnh, ngay cả vị trưởng lão kia khổ tu đạo cảnh, vậy mà cũng thay đổi thành cổ thần nguyên thần đồ vật. Về phần động nguyên, thì treo thật cao tại tôn kia cổ thần nguyên thần sau đầu. Hắn chuyển động đầu lâu, ánh mắt quét về phía bốn phía, đột nhiên đằng không mà lên, hướng một tôn tu luyện hắn công pháp Long tộc đánh tới. Cái kia Long tộc cường giả luyện đến một thân bản lĩnh, nhưng mà công pháp đều là người ta, mặc dù gãy mất động nguyên, nhưng một thân sơ hở, vừa đối mặt liền bị cái kia cổ thần nguyên thần giết chết. Nếu như là chết ngược lại cũng thôi, mấu chốt là một thân nhục thân nguyên thần nhao nhao nổ tung, bị cái kia cổ thần nguyên thần hấp thu, đạo cảnh cũng dung nhập vào cổ thần nguyên thần đạo cảnh bên trong, tăng thêm thực lực đối phương. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành nhìn đến đây, tê cả da đầu, đột nhiên nhìn thấy nơi xa lại có từng tôn nguyên thần nhao nhao từ Long tộc cường giả trong đạo cảnh đi ra, những Long tộc cường giả kia từng cái nhục thân nổ tung, hóa thành huyết vụ, dung nhập vào trong nguyên thần. Ngắn ngủi một lát, liền có trăm ngàn vị Long tộc cao thủ thân tử đạo tiêu, nguyên thần của bọn hắn trở thành bỉ ngạn bất hủ giáng lâm công cụ. Những này bị xem như giáng lâm công cụ Long tộc, thình lình cũng không từng chặt đứt động nguyên, về phần những cái kia chặt đứt động nguyên thì không có bị cổ thần nguyên thần chỗ ngầm chiếm. Hiển nhiên, động nguyên chính là bỉ ngạn bất hủ ý chí giáng lâm thông đạo. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành run rẩy, thanh âm khàn khàn nói, "Chư vị, mau mau chém tới động nguyên." Hắn còn chưa nói xong, bên người Nguyên Bất Quy sắc mặt kịch biến, quay đầu nhìn lại, liền thấy mình cổ thần nguyên thần từ trong đạo cảnh đi tới. Nguyên Bất Quy gầm thét, thôi động thần thông hướng cái kia cổ thần nguyên thần đánh tới. Sau một khắc, cái kia cổ thần nguyên thần bàn tay thẳng xuyên qua thần thông của hắn sơ hở, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn, một đời cường giả, mệnh vẫn tại chỗ. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành kinh hãi muốn tuyệt, quát to một tiếng, đằng không mà lên, chặt đứt chính mình động nguyên, tránh đi tôn kia cổ thần nguyên thần, hốt hoảng bỏ chạy. Hắn trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Mạnh Tam Thông, Ứng Vô Địch, Long Đình Ngọc, Ngọc Văn Đạo các loại Long tộc một đời thiên kiêu, có trong lúc bất chợt bị chính mình cổ thần nguyên thần giết chết, có tự chém động nguyên, lại bị mặt khác cổ thần nguyên thần giết tới trước mặt, hai ba chiêu liền lấy tính mệnh. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành thấp thỏm lo âu, vội vàng chạy trốn. Bốn phía hoàn toàn đại loạn, từng tôn cổ thần nguyên thần thoát ly nhục thân khống chế, tại phụ cận hoành hành, cường đại nguyên thần tại thôn vệ mặt khác người tu hành đằng sau, thực lực tu vi càng ngày càng mạnh, thể phách cũng càng ngày càng cao lớn khôi ngô, hành tẩu ở trong thiên địa như là kinh khủng nhất lệ quỷ, sắc mặt hờ hững thu gặt lấy Long tộc người tu hành. Bọn hắn thu hoạch lúc ngay ngắn rõ ràng, chỉ lấy cắt những cái kia tu luyện công pháp của mình Long tộc, tu luyện người khác công pháp Long tộc thì đụng cũng không động vào một chút. Từng cái Long tộc cường giả nhục thân ầm vang nổ tung, hóa thành huyết vụ bay múa, dung nhập vào bọn hắn nguyên thần cùng đạo cảnh bên trong, lớn mạnh bọn hắn lực lượng. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành nghe được tiếng khóc của chính mình, rút nước mắt, bén nhọn giống như nữ nhân. Hắn rất muốn ngừng loại tiếng khóc này, nhưng làm sao cũng ngăn không được, hắn tưởng tượng những cái kia không sợ chết Long tiên một dạng, cùng địch nhân liều mạng, nhưng làm sao cũng khống chế không nổi chân của mình. Chân của hắn giống như là không nghe hắn đồng dạng, chạy thục mạng về phía trước, hướng phía trước trốn, phải thoát đi mảnh này đáng sợ địa ngục. Hứa Ứng, Hứa đạo tổ, hắn nhìn thấy đang cùng hai cái dị nhân chém giết Hứa Ứng, lập tức giống như là thấy được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hướng Hứa Ứng đánh tới, kêu lên, Hứa đạo tổ, nhanh nghĩ một chút biện pháp, cứu ta tính mệnh. Hứa Ứng lấy một địch hai, đại chiếm thượng phong, suy một kiếm đem một vị dị nhân mi tâm xuyên thủng, trong khoảnh khắc diệt tuyệt kiếm ý trùng kích kỳ nhân đại não, xoắn nát một thân hết thảy ý thức, kiếm trảm nguyên thần, phá hủy đạo cảnh. Hắn đang muốn mang thế giết chết một vị khác dị nhân, bị Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành xông lại, không cách nào đem sát chiêu tiếp tục nữa, lập tức mất hết khí thế, không khỏi giận tím mặt, một cước đem Nguyên Hành đạp bay ra ngoài, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, truy kích cái kia bỏ chạy mà đi dị nhân. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành bị Hứa Ứng một cước đạp bay, lăn lông lốc, bay ra trăm ngàn dặm lúc này mới ngừng. Hắn giống như là quên đi chính mình là người tu hành, quên đi chính mình còn nắm giữ lấy kinh thiên động địa đại thần thông đại đạo pháp, vậy mà không thể ngăn trở Hứa Ứng một cước kia. Đợi cho hắn đứng lên, chỉ gặp bốn phía từng tôn vĩ ngạn cổ thần nguyên thần hành tẩu ở giữa thiên địa, bốn chỗ bắt người giết người, từng cái đại thủ từ lượn lờ trong mây mù nhô ra, chụp vào những cái kia nóng lòng bay đi long tiên. Chung quanh hắn không ngừng có người đùng đùng nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Ta phải đào mệnh, ta phải sống sót. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành mang theo tiếng khóc nức nở xông về phía trước, hắn nghĩ tới một chỗ, có lẽ có thể giữ được tính mạng, đó chính là Triều Nguyên Đạo các loại long tộc trưởng lão ngay tại ý đồ mở thiên địa thông đạo, thiên tiên giới cùng địa tiên giới ở giữa đầu kia chất keo thông đạo. Đầu thông đạo này chưa hoàn toàn mở ra, nhưng khoảng cách đả thông đã không tính quá xa. Nếu như chui vào trong đó, nói không chừng hắn có thể đả thông đầu thông đạo này, tiến vào địa tiên giới giữ được tính mạng. Hắn nhanh như điện chớp, toàn lực hướng thiên tiên giới khe bay lượn mà đi, ven đường không ngừng có cổ thần nguyên thần giáng lâm, đột sát lấy long tộc người tu hành, cũng có càng nhiều long tộc người tu hành hướng những cái kia cổ thần nguyên thần công tới, ý đồ kiến càng lai cây, cầu được một chút hy vọng sống. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành nhìn ở trong mắt, cũng do dự qua trần chờ qua, nhưng cầu sinh dục vọng vượt trên hết thảy vinh dự cùng trách nhiệm, khiến cho hắn tiếp tục chạy như điên. Ta phải sống, nhất định phải còn sống, dù là như chó cũng muốn còn sống. Hắn rốt cuộc đi vào thiên tiên giới khe, thấy được long tộc cường giả đánh ra đầu kia thiên địa thông đạo, đầu thông đạo này chưa hoàn toàn mở ra, hắn liền vọt vào. Hỗn loạn tàn nhẫn thiên tiên giới càng ngày càng xa, địa tiên giới càng ngày càng gần, Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành lộ ra dáng tươi cười. Ta có thể sống sót, hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc này, hắn nhìn thấy cuối lối đi, một tôn cổ thần nguyên thần một thanh bóp nát một vị long tộc cường giả đầu, cái kia long tộc cường giả nhục thân hóa thành huyết vụ, đạo hạnh cùng tu vi hóa thành đối phương đạo hạnh cùng tu vi, dung nhập nó thể nội. Lại có đưa tới cửa, tiểu tử này tu luyện chính là ta công pháp. Tôn kia cổ thần nguyên thần lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên bước chân, hướng hắn vào tới. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành quá sợ hãi, vội vàng dừng lại thân hình, quay đầu xông lên phía trên đi, nhưng mà rối loạn phía dưới, hắn không để ý xông ra thông đạo, tiến vào khu vực chất keo. Ba, một tiếng vang nhỏ truyền đến, Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành giống như là một cái con muỗi xông vào chưa ngưng kết trong hổ phách, bị chất keo bao lấy, cố gắng giãy giụa, lại chỉ cảm thấy bốn phía chất keo càng ngày càng sền sệt, càng ngày càng nặng. Hắn gian nan quay đầu nhìn lại, thấy được tôn kia cổ thần nguyên thần càng ngày càng gần khuôn mặt tươi cười. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành nhục thân đùng đùng nổ tung, hắn suốt đời sở tu cầm đại đạo đột nhiên biến thành đối phương đại đạo, từ trong cơ thể hắn rút ra. Bành, hắn nhục thân nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ, nguyên thần không tự chủ được bay ra, bị tôn kia cổ thần nguyên thần há miệng thôn phệ. Thiên Thừa Tướng Nguyên Hành ý thức, triệt để lâm vào một vùng tăm tối. Chương 1236, ta không đáng. Thiên tiên giới bên trong, Hứa Ứng khống chế kiếm quang, tốc độ cực nhanh, phi tốc từ một vị chạy trốn bên trong dị nhân sau lưng lọt vào, trước người xuyên ra. Dị nhân kia ầm vang nổ tung, nhục thân nguyên thần nát một chỗ, Ẩn Nguyên Tử cố nhiên cường đại vô địch, nhưng hắn truyền nhân không có hắn cấp độ kia khủng bố tuyệt luân thực lực, đối mặt Hứa Ứng cùng Chu Tiên Tàn Kiếm, căn bản không có sức chống cự. Cái cuối cùng dị nhân, rốt cục trừ đi, Hứa Ứng lúc này mới tới kịp lưu ý bốn phía, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng gặp thiên tiên giới phảng phất giống như một cái cổ thần nguyên thần tạo thành to lớn lò sát sinh, từng tôn càng ngày càng vĩ ngạn nguy nga cổ thần nguyên thần bước chân, hành tẩu ở trong thiên địa. Bọn hắn chân như là đỉnh thiên lập địa cây cột, hành tẩu thời điểm, nâng lên phát động phong vân, rơi xuống như là địa chấn, động tĩnh phi phàm. Bọn hắn từ không trung rơi xuống bàn tay, mang theo bởi vì phá không mà đưa tới lôi hỏa, những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản. Từng tôn con ruồi không đầu một dạng chạy trốn bên trong long tiên, bị bọn hắn bắt lấy, nhao nhao nổ tung, hóa thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Trận này thu hoạch, tàn khốc mà dữ tợn, nhưng đối với những này cổ thần nguyên thần tới nói, lại tựa hồ như cực kỳ bình thản đến bọn hắn tập mãi thành thói quen, chỉ là không nhanh không chậm làm lấy bọn hắn thường ngày làm sự tình mà thôi. Chu diệt dị thần, Hứa Ứng bên người, Chu Tiên kiếm hưng phấn lên, so Hứa Ứng còn muốn hưng phấn, từ trong kiếm chuyển ra một cỗ tràn ngập sát ý ý thức, giống như là Chu Tiên kiếm đang thì thầm. Ngụm này phá kiếm đang thúc giục gấp rút Hứa Ứng, chu sát bọn hắn. Rút ra bọn hắn ký ức, tìm kiếm chủ nhân tin tức. Hứa Ứng ổn định tâm thần, không chút nghĩ ngợi tế lên chuông lớn, khống chế kiếm quang phóng lên tận trời, ngang nhiên hướng trong đó một tôn nguy nga không gì sánh được cổ thần nguyên thần đánh tới. A Ứng, đợi chút nữa ngươi không địch nổi thời điểm, ta có thể hay không chạy trước. Chuông lớn keng keng rung động, từng tòa động nguyên xoay tròn lấy hướng ra phía ngoài nở rộ, cố gắng bảo vệ Hứa Ứng, kêu lên, ta còn không có hướng pháp bảo bọn họ truyền đạo, còn không phải đạo tổ, ta phải lưu lại y bát lại chết. Chu Tiên Tàn Kiếm uy năng triệt để bộc phát, diệt tuyệt hết thảy sát ý xông lên mây xanh, đâm về cổ thần nguyên thần kia mi tâm. chạm mặt tới chính là cổ thần nguyên thần kia bộc phát ý chí, bác đại tinh thâm, thâm thúy như vực sâu, cùng sát ý đối kháng, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ý chí trùng kích đồng thời, một thân thần thông cũng tự bạo phát, như thế thần thông không giống với những long tiên kia sở học bỉ ngạn thần thông, mà là đàng hoàng bất hủ thần thông, quả nhiên là pháp la vạn tượng, trang nghiêm xâm nhiên, không lộ nửa điểm sơ hở. Đối mặt loại thần thông này, cho dù Hứa Ứng cũng là khó mà phá giải. Nhưng hắn căn bản không đi phá giải, đón thần thông liền trùng kích đi qua, kiếm khí quang hàn, chặt đứt hết thảy. Chuông lớn như là gió thổi linh đang, tại cái kia phá toái thần thông dư ba trùng kích vào keng keng rung động, lúc la lúc lắc, cố gắng bảo vệ Hứa Ứng ý chí. Nó tựa như một cái đại tu sĩ, đạo pháp kinh người, lại thêm toàn thân bất diệt linh quang, chấn động phía dưới các loại thần thông xuất phát, sắc màu rực rỡ, đem cái kia cổ thần thần thông ngăn lại. Hứa Ứng tại nó bảo vệ dưới, xoay người mà lên, kiếm quang bốn phía, bất hủ bát pháp đệ tứ pháp Chu Tiên bộc phát. Ngươi chính là man di kia Hứa Ứng. Tôn kia cổ thần nguyên thần lộ ra vẻ kinh ngạc, ta nghe qua thanh danh của ngươi, Ẩn Nguyên Tử bị ngươi làm cho sứt đầu mẻ chán. Bất quá ngươi muốn cùng ta đối nghịch, suy, kiếm quang đâm vào hắn mi tâm, đem hắn xuyên thủng. Hứa Ứng khống chế kiếm quang bay đi, lưu lại tôn kia ngạc nhiên cổ thần nguyên thần, đang không ngừng tan rã, nổ tung. Thông Thiên đạo nhân, hắn thân thể ầm vang nổ tung, mênh mông linh khí linh lực bốn phương tám hướng bỏ trốn, những nơi đi qua, xuân về hoa nở, khắp nơi tiên chi linh thảo, liên miên thành đệm. Hứa Ứng thẳng hướng một vị khác cổ thần nguyên thần, ỷ vào Chu Tiên Tàn Kiếm chi lợi, đối cứng đối phương thần thông, tiến quân thần tốc, trực kích đối phương danh môn. Chuông lớn các loại thần thông cùng đạo tràng không ngừng rơi xuống, cổ vũ Hứa Ứng phòng ngự cùng tu vi, tăng lên tu vi thực lực của hắn, để tu vi thực lực của hắn lại có 2-3 thành tăng lên. Minh Mạn công chúa trốn ở Hứa Ứng võ đạo động nguyên bên trong, thấy vậy một màn, không khỏi khen Trung bá bá thật là lợi hại. Chuông lớn dương dương đắc ý, hướng Chu Tiên Tàn Kiếm nói, kiếm ra, người tu không tu chân. Ta có thể dạy ngươi, chỉ cần ngươi cho ta đập một cái, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Keng, chuông lớn bị một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm quang đâm xuyên, vội vàng im miệng. Một bên khác, Thương Trúc Chân Vương cùng Minh Đạo Đế tại trận này thu hoạch mới bắt đầu liền phát giác được dị trạng, hai người còn tại ra sức chém giết. Minh Đạo Đế cả giận nói, Thương Trúc, ngươi còn không nhìn ra được sao? Thu hoạch thời điểm, không có đen trắng hai mặt, bỉ ngạn hết thảy thu hoạch, không lưu nửa điểm. Thương Trúc Chân Vương tê cả da đầu, đột nhiên cảm giác được nguyên thần của mình chỗ sâu, có khắc 9 cỗ hùng vĩ ý chí từ một thời không khác giáng lâm, ý đồ đem hắn nguyên thần chiếm đoạt. Hắn chính là bất hủ cảnh tồn tại, đã sớm ý thức được bỉ ngạn truyền lại đạo pháp thần thông bên trong có dấu sơ hở, một mực vì hôm nay tối làm chuẩn bị. Hắn tu luyện là 9 cửa bất hủ công pháp, bằng vào chính mình thông minh tài trí, đem cửu pháp hợp nhất. Cái này 9 cỗ ý chí muốn xâm nhập hắn thời điểm, Thương Trúc Chân Vương 9 tòa động nguyên đột nhiên riêng phần mình cải biến đại đạo kết cấu, cắt đứt đối phương giáng lâm con đường. Cái kia 9 cỗ ý chí đã xâm nhập nguyên thần của hắn, nhưng vẫn là không có thành tựu, không cách nào đem hắn đoạt xá. Trong đó một cỗ ý chí kinh ngạc vạn phần, Thương Trúc, người có chút bản sự. Đây là tự nhiên, lão tử đã sớm đề phòng các người đám khốn kiếp này, bởi vậy luyện thành hỗn đạo đại pháp, muốn thu hoạch ta, trừ phi các người lẫn nhau thu hoạch. Thương Trúc Chân Vương phồng lên ý chí, ra sức đem cái kia 9 cỗ xâm lần ý chí xóa đi. Nhưng mà cổ thần ý chí thực sự quá cường đại, cho dù ý chí của hắn gấp trăm ngàn lần tại đối phương, cũng vô pháp đem đối phương ý chí gạt bỏ. Thương Trúc Chân Vương rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem đối phương ý chí giam cầm, cùng mình cách ly. Một bên khác, Minh Đạo Đế cũng dùng phương pháp giống nhau, cắt đứt đối phương thu hoạch. Hai người bọn họ năm đó chứng đạo gian nan, vì mau chóng chứng đạo, bởi vậy lựa chọn nhiều loại đạo pháp đồng tu, lấy này chi trường, bổ kia chi đoàn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thương Trúc Chân Vương nhìn bốn phía, chỉ gặp thiên tiên giới giống như là lâm vào diệt tuyệt thiên tai bên trong, không ngừng có người bị thu gặt, bị cướp đoạt tính mệnh, trong lòng một loại lớn lao bi thương xông lên đầu. Nếu là không có ta ngăn cản ngươi, mà là cùng ngươi cùng một chỗ hiệu lệnh thiên hạ, liền không đến mức có trường hạo kiếp này. Thương Trúc Chân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, đem động nguyên tế lên, hướng những cổ thần nguyên thần kia đánh tới, kêu lên, ta phạm sai lầm ta đi đền bù. Minh Đạo Đế cũng theo đó phóng tới những cổ thần nguyên thần kia, truyền âm nói, ngươi thương thế chưa từng khỏi hẳn, ngàn vạn coi chừng. Thương Trúc Chân Vương cùng hắn đi ngược chiều, quát, Minh Đạo, lúc trước ngươi liền khắp nơi không bằng ta, không bằng lần này lại đến so một lần. Ngươi phụ trách một bên, ta phụ trách một bên khác, tốc chiến tốc thắng, san bằng những dị nhân này. Minh Đạo Đế cũng không nhịn được sinh ra một cỗ hào tình tráng trí, cười nói, tốt. Vậy liền so một lần, hai người bọn họ là bất hủ cảnh tồn tại, chiến lực cực cao, cứ việc đạo pháp bên trong cũng tồn tại sơ hở, nhưng bọn hắn tu luyện đạo pháp quá nhiều, phát giác được không đúng, liền lập tức đổi một loại đạo pháp, giết chết từng tôn cổ thần nguyên thần. Nhất là Minh Đạo Đế, thôi động Long Thành Đế Đô, uy lực càng là cường hãn vô địch, chưa gặp được địch thủ. Tổ thần cùng Viễn Tổ giờ phút này cũng tại động thủ, Viễn Tổ điều động Nguyên Hải, pháp lực gần như vô cùng vô tận, thường thường là một kích mất mạng, không cần chiêu thứ hai. Đạo cảnh thập trọng động nguyên, Viễn Tổ điều động Nguyên Hải tình hình, dẫn tới từng đôi mắt, lập tức có không ít cổ thần nguyên thần hướng hắn đánh tới. Viễn Tổ Đại Long bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, kéo dài chiến tuyến. Tổ thần thì thôi động Thiên Đạo đạo tràng, đem từng tôn cổ thần nguyên thần bao phủ, điều động thiên tiên giới thiên đạo cùng đối phương chống lại. Có bọn hắn tham dự, lập tức cổ vũ không ít long tộc, rất nhiều long tộc cường giả lập tức liên thủ đối kháng những cổ thần nguyên thần kia. Trong long tộc có được đạo cảnh bát trọng tu vi lấy ngàn mà tính, trong đó nghe theo Minh Đạo Đế hiệu lệnh chủ động chém xuống động nguyên không phải số ít. Những cường giả này liên thủ, thậm chí có thể đem Viễn Tổ, Minh Tuân Đế những này bất hủ cảnh tồn tại trấn áp. Bọn hắn mặc dù không cách nào lại điều động động nguyên, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, cùng nhau tiến lên, cho dù là có được cổ thần ý chí nguyên thần cũng có thể đánh cho chết. Muốn nhận cắt long tộc, nằm mơ. Triều Nguyên đạo thanh âm truyền đến, tôn này già nua long tiên ra sức chém giết, xuất lĩnh long tộc tinh nhuệ vây công cổ thần nguyên thần, cười giận dữ nói, chúng ta tử thương vô số long tộc đi vào bỉ ngạn, không phải cho các ngươi bọn hỗn trướng này thu hoạch. Muốn nhận cắt chúng ta, để mạng lại mà đổi. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, năm đó cùng một chỗ từ độ thế kim thuyền bên trên đi xuống, còn sống sao? Đương nhiên là có, nơi xa truyền đến từng tiếng long ngâm, kỳ thật tại thiên tiên giới đã rất ít nghe nói, tất cả mọi người là học bỉ ngạn đạo pháp, đi ra ngoài thăm bạn, dù là độ thế kim thuyền bên trên lão hiếu, cũng sẽ không dùng long ngữ, mà là dùng bỉ ngạn đạo ngữ. Hôm nay, lại có từng hồi rồng gầm, từ thiên tiên giới các nơi vang lên, khi đó đại phá diệt thời đại may mắn còn sống sót cổ lão long tộc, hưởng ứng Triều Nguyên đạo kêu gọi. Càng thật nhiều tuổi trẻ long tộc học theo, phồng lên trong lồng ngực khí lưu, phát ra nặng nề to rõ long ngâm. Chương 1237, càng nhiều long tộc phản kháng, tụ tập lại, hướng những cái kia nhìn như không thể địch nổi cổ thần nguyên thần công tới. Trận chiến này, long tộc không thể thua, cũng thua không được, không trung nương theo lấy Chu Tiên kiếm lưu quang, bay tới bay lui, thừa dịp những cổ thần nguyên thần kia bị cuốn lấy, thường thường một kiếm hai kiếm, liền thu hoạch một tôn cổ thần nguyên thần tốc độ cực nhanh. Không trung kiếm quang lưu chuyển, bởi vì tốc độ quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang tựa như sắc bén ngòi bút, ở trên bầu trời lưu lại quang ngấn, sau một lúc lâu, quang ngấn mới chậm rãi giảm đi. Không trung còn truyền đến ken ken tiếng chuông, trong tiếng chuông kia còn kèm theo tiếng người, miệng rất nát, lại sợ lại cuồng vọng. Sợ thời điểm hận không thể lập tức quỳ lạy, miệng nói nghĩa phụ, cuồng vọng thời điểm lại là lão tử đệ nhất tổ thần lão hai Chu Tiên kiếm lão tam. Về phần những cái kia chết mất cổ thần nguyên thần vỡ vụn đằng sau từng tòa động nguyên cũng lần lượt thu nhỏ, phi tốc biến mất. Những này động nguyên, hẳn là trở về bỉ ngạn, trong động nguyên có dấu long tộc cường giả luyện thành đại đạo, cũng theo đó mà đổi chủ. Đối với những này bỉ ngạn bất hủ tồn tại tới nói, chết mất một tôn cổ thần nguyên thần chỉ là tổn thương một chút ý chí, không quan hệ đau khổ. Bất quá thiên tiên giới thu hoạch, hay là để bọn hắn có chút tức giận, lần này thu hoạch lại có chút không thuận nơi này thổ dân phản kháng mãnh liệt, có chút vượt quá dự tính của bọn hắn. Không ngừng có cổ thần nguyên thần bị oanh sát, động nguyên trở về bỉ ngạn, nhưng còn lại cổ thần nguyên thần số lượng vẫn như cũ rất nhiều, thậm chí bắt đầu hai bên liên hợp, trùng kích long tộc trận liệt, gia tốc thu hoạch. Song phương đều lâm vào huyết chiến bên trong, Viễn Tổ, Minh Đạo Đế thực lực mạnh nhất, đồng thời đối kháng số tôn cổ thần nguyên thần, cũng cảm giác cố hết sức vạn phần, bị thần thông của đối phương đánh cho mình đầy thương tích. Cũng may những này cổ thần nguyên thần không có nhục thân, chỉ có nguyên thần bị hao tổn, thực lực không cách nào phát huy. Mạnh nhất một đợt thu hoạch đi qua, song phương ghép thành tiêu hao, long tộc bên này ngược lại từ từ chiếm thượng phong. Ta long tộc, ngay cả 1000 vạn năm trước đại diệt tuyệt đều đi tới, hôm nay tai nạn, bất quá là một trận không có ý nghĩa gặp trắc trở. Thương Trúc Chân Vương thét dài một tiếng, đem một tôn cổ thần nguyên thần xé mở, từ đối phương trong thi thể xuyên qua, nhào về phía một vị khác cổ thần nguyên thần, kêu lên, bỉ ngạn chân vương, cũng chính là ta long tộc dài rằng rạc trong lịch sử khách qua đường. Hắn chiêu pháp đại khai đại hợp, thân hình khi thì hóa thành đầu rồng thân người, khi thì hóa thành chân long, lại bỗng nhiên táng hóa, đột nhiên lại tế lên nguyên thần, lại hoặc là chia ra làm 9, hóa thành 9 cái chính mình, chỉ là trong đó 8 cái đầu lâu của mình chưa mọc ra, lộ ra có chút quỷ dị. Hắn đánh đầu thắng đó, là Long Đình nhất vũ dũng hãn tướng, hung hãn không sợ chết, dù là liều mạng thụ thương, cũng muốn đem đối thủ giết chết. Thương Trúc Chân Vương chém giết một tôn cổ thần nguyên thần, đột nhiên cảm giác được có chút mê muội, thương thế bộc phát, vội vàng dừng lại, trấn áp lại thương thế. Hắn phóng nhãn nhìn lại, còn lại cổ thần nguyên thần số lượng đã không nhiều, trong đó có không ít cổ thần nguyên thần nhìn thấy thiên tiên giới đã không có bao nhiêu chất béo có thể nói, quyết định thật nhanh, từng cái quay người đi vào động nguyên cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Thắng lợi trong tầm mắt, trong lòng của hắn đại hỉ, lúc này, chỉ gặp một tôn cổ thần nguyên thần hướng hắn đi tới, đỉnh đầu xoay tròn động nguyên, đúng là hắn tu luyện chín cửa bất hủ công pháp một trong. Thương Trúc Chân Vương trong lòng máy động, tiến ra đón, cười lạnh nói, muốn thu hoạch ta. Ta sớm đã làm đến hỗn đạo, 9 loại đạo pháp vì thời hoán đổi, bằng ngươi một kẻ cổ thần nguyên thần, căn bản không phải đối thủ của ta. Nhưng vào lúc này, lại có một tôn cổ thần nguyên thần từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía bên phải của hắn. Thương Trúc Chân Vương nhìn lại, sắc mặt biến hóa, chỉ gặp tôn này cổ thần nguyên thần động nguyên, lại cũng là hắn tu hành cửu pháp một trong. Hô, từng tôn cổ thần nguyên thần giáng lâm, rơi vào hắn tứ phía, đem hắn đường lui ngăn trở. Có khác vài tôn cổ thần nguyên thần chạy tới, chưa đến gần, cũng đã phát động thần thông. Thương Trúc Chân Vương khóe mắt run run, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, Minh Đạo Đế ngay tại đối kháng vài tôn cổ thần nguyên thần vây công, Viễn Tổ đang cùng 6 tôn cổ thần nguyên thần liều mạng, Tổ Thần đạo tràng bị 3 tôn cổ thần nguyên thần đánh xuyên qua, Hứa Ứng khống chế kiếm quang ghé qua, ngay tại phi nhanh cứu viện tràn ngập nguy hiểm ứng vô địch. Ta không có khả năng kêu cứu, ta không có khả năng kêu cứu. Ta kêu cứu nói, tộc nhân liền đã chết càng nhiều, ta đã phạm vào sai lầm lớn. Hắn buông ra trấn áp thương thế pháp lực, hướng trong đó một tôn cổ thần nguyên thần phóng đi, dốc hết có khả năng thôi động huyền công. Ta không đáng giá, 9 vị cổ thần nguyên thần thân pháp giao thoa, di hình hoán ảnh, chỉ một thoáng Thương Trúc Chân Vương trên thân liền vết thương chồng chất. Hắn không có kêu đau, không có kêu to, chỉ cắn chặt răng, liều mạng công kích trong đó một tôn nguyên thần. Đây đối với Thương Trúc Chân Vương tới nói, là một trận im ắng chiến đấu, hắn hiếm thấy ngậm miệng lại, dù là thương thế nặng hơn nữa cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn hỗn đạo tại đối mặt một cái cổ thần nguyên thần lúc, có thể đem đối phương vây khốn, nhưng 9 vị cổ thần nguyên thần đều tới, đã siêu việt hắn hỗn đạo cực hạn. Hắn đem hết khả năng ngăn chặn cái này 9 vị cổ thần nguyên thần, dốc hết toàn lực, ý đồ đánh chết trong đó một tôn, là Minh Đạo Đế bọn người ít dần áp lực. Nhưng mà mỗi lần thân hình lên xuống, hắn tự thân đại đạo liền bị đối phương lấy đi một bộ phận, trên thân liền thêm ra rất nhiều vết thương. Thương Trúc Chân Vương thân thể càng ngày càng nặng, thương thế cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, 9 vị cổ thần nguyên thần từ khác nhau phương hướng hướng hắn đi tới, mà hắn đã hành động gian nan. Cô, hắn đột nhiên hóa thành chân long, há miệng đem bên trong một tôn cổ thần nguyên thần hung hăng cắn, chết sống cũng không hé miệng. Xúc sinh, mặt khác 8 tôn cổ thần nguyên thần kinh sợ, giận dữ xuất thủ, từng đạo thần thông nện xuống, huyết nhục tung bay. Kiếm quang bay tới, từng tôn cổ thần nguyên thần đột nhiên hướng về sau vọt lên, rơi vào trong động nguyên, nương theo lấy động nguyên xoay tròn, biến mất không thấy gì nữa. Còn có một tôn cổ thần nguyên thần chậm một bước, từ một bộ bị đánh nát thương long thi thể trong mồm leo ra, lập tức bị kiếm quang xuyên thủng cái trán. Kiếm quang có chút dừng lại, Hứa Ứng ánh mắt đảo qua cỗ kia thương long thi thể, lập tức phá không mà đi. Từng tôn cổ thần nguyên thần gặp chuyện không thể làm, lần lượt trốn vào riêng phần mình động nguyên, trên bầu trời to to nhỏ nhỏ động nguyên xoay tròn biến mất, trận này thu hoạch chậm rãi hạ màn kết thúc. Thiên tiên giới cảnh hoang tàn khắp nơi, rất nhiều long tộc đứng tại trên phế tích, mê mang nhìn về phía bầu trời. Đã từng, bọn hắn có to lớn động nguyên, số lượng kinh người, dựa vào động nguyên, bọn hắn thành lập được huy hoàng văn minh. Mà giờ khắc này, đã từng huy hoàng phảng phất hết thảy đều là giả tưởng. Lửa cùng khói ở giữa, có thân hình xuyên qua, hô hoán thân hữu danh tự. Minh Đạo Đế cũng tại tìm khắp tứ phía, tìm kiếm Thương Trúc Chân Vương hạ lạc, chỉ là từ đầu đến cuối không có tìm tới. Có lẽ hắn bởi vì phạm vào sai lầm lớn, không mặt mũi nào tới gặp ta. Hắn nói như vậy, qua mấy năm chính hắn nghĩ thông suốt, liền sẽ đi ra. Hứa Ứng nhớ tới chính mình nhìn thấy cô kia thương long thi thể, chần chờ một chút, không có nói ra. Dù sao cô kia thương long đã bị đánh đến nát bét, nhìn không ra thân phận. Hy vọng là cho người sống. Hứa Ứng hướng đồng dạng thấy cảnh này Minh Mạn công chúa nói, có lẽ Thương Trúc thật trốn đi. Chương 1238, Đại đạo thập trọng. Hứa Ứng đi vào âm gian, đem trọng thương ngã gục Thánh Tôn, Lục Dị Nhân cùng Minh Tuân Đế cứu lên. Trong âm gian này nhiều hơn rất nhiều long hồn, bọn hắn là chết tại trận này thu hoạch bên trong long tộc, số lượng rất nhiều. Hứa Ứng dự định đem Thánh Tôn bọn hắn đưa đến dương gian, bỗng nhiên nao nao, chỉ gặp mảnh này âm gian chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảnh minh hải, có thương long chi hồn ở trong biển tới lui, lúc ẩn lúc hiện. Hứa Ứng dừng bước lại, hướng trong biển nhìn quanh, Minh Mạn công chúa đi vào bên cạnh hắn, chỉ gặp cái kia thương long chi hồn chậm rãi biến mất tại minh hải chỗ sâu. Bọn hắn nhìn một lát, mang theo Thánh Tôn bọn người trở về dương gian. Thiên tiên giới âm gian đang chậm rãi khuếch trương, đã so thiên tiên giới còn muốn lớn, chỗ này thế giới kỳ diệu tiếp tục trưởng thành tiếp mà nói, liền sẽ đột phá khu vực chất keo, cùng biệt tiên giới âm gian tương liên. Chỉ là nó trưởng thành tốc độ quá chậm, chỉ có đại quy mô tử vong mới có thể để âm gian khuếch trương. Hơn 10 ngày về sau, Hứa Ứng vì Thánh Tôn, Lục Dị Nhân cùng Minh Tuân Đế chữa trị xong thương thế, lại trợ giúp Minh Đạo Đế chữa thương, Long đỉnh trên dưới, bách phế đãi hưng. Viễn Tổ Đại Long mang theo Hứa Ứng giao cho hắn Vạn Long Phiên, tìm kiếm khắp nơi chiến tử Long tộc thi thể, để Vạn Long Phiên bên trong Long tộc Nguyên Thần mượn xác hoàn hồn. Vạn Long Phiên bên trong có vài lấy vạn kế Long tộc Nguyên Thần, là thời kỳ thái cổ tị nạn đám người, nguyên bản Long tộc khôi phục kế hoạch là muốn đoạt xá ngàn vạn năm sau nhân tộc nhục thân, phục hồi Long đình. Bất quá kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nguyên thú thế giới Thiên Hải bên trong Long đình chôn vùi, dẫn đến đại bộ phận Vạn Long Phiên đều hủy ở trận kia chôn vùi bên trong, chỉ còn lại có Viễn Tổ trong tay một lần cuối Vạn Long Phiên. Những này phục sinh Long tộc sẽ lấy tộc nhân diện mục còn sống xuống dưới. Bọn hắn giữ Long tộc văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, tập tục, sẽ nhờ vào đó bách phế đãi hưng cơ hội, truyền thừa Long tộc văn minh. Đại loạn đằng sau tất có đại trị, Minh Đạo Đế đề bạt mới Long tộc, thường thường đều là tại trong trận này người lập công, chọn làm tân Long đình nòng cốt. Duy chỉ có thiên thừa tướng chức, không có tốt nhất nhân tuyển. Hứa Ứng nói, sao không để năm đó thiên thừa tướng Bích Yên Hải, đến đây đảm nhiệm thiên thừa tướng chức. Minh Đạo Đế kinh ngạc nói, Bích Yên Hải năm đó đi thuyền viễn phó hỗn độn hải, một mực không có tin tức, hắn lại vẫn còn sống. Hứa Ứng lấy ra Tần Đạo Toàn kim thư bút ký, giao cho hắn, nói, Bích Yên Hải cùng Tần Đạo Toàn ngăn chặn Thúy Nham lâu thuyền bên trên trinh sát, một cái chiến tử, một cái tự phong ký ức, hóa thành bạch cốt thần long. Trong đó dị nhân hài đồng, chính là Lục Dị Nhân. Bích Yên Hải bây giờ đã khôi phục ký ức cùng nhục thân, ngay tại ta địa tiên giới học tập tân đạo. Minh Đạo Đế cực kỳ kích động, lúc này liền muốn đi xin mời Bích Yên Hải. Hứa Ứng nói, ta đang muốn trở về, để hắn đi thuyền tới là được. Hứa đạo tổ không lưu lại truyền bá tân đạo, Minh Đạo Đế giữ lại nói, Long tộc trải qua này đại nạn, Hứa đạo tổ ở đây lúc nguy nan, truyền đạo Long tộc, tương lai chắc chắn sẽ ghi tên sử sách, bị Long tộc tụng niệm. Hứa Ứng cười nói, ta nếu là truyền đạo mà nói, còn không biết muốn chỉ hoãn bao lâu. Truyền đạo sự tình, có ta đồ tử đồ tôn liền có thể. Minh Đạo Đế lắc đầu nói như vậy, chẳng phải là ta Long tộc thấp nhân tộc yêu tộc một cái bối phận. Không thể, Hứa đạo tổ lưu lại truyền đạo 10 ngày, lưu lại tân đạo đạo thống, sau 10 ngày lại rời đi cũng không muộn. Hứa Ứng đành phải đáp ứng, hắn tại Long đình khai đàn truyền pháp, giảng thuật tân đạo 14 cảnh giới chi diệu, Viễn Tổ Đại Long, Minh Tuân Đế cùng Minh Đạo Đế tự mình đến đây, ngồi tại đàn bên dưới nghe giảng, đối với Hứa Ứng cực kỳ tôn kính, cầm đệ tử chi lễ. Long tộc các bộ trưởng lão cũng dẫn người đến đây, trong đó cũng không thiếu có mượn xác hoàn hồn thái cổ Long tộc cường giả, thịnh huống chưa bao giờ có. Hứa Ứng giảng xong tân đạo, xin mời Viễn Tổ thượng đàn, giảng tân Long văn biến hóa chi diệu. Viễn Tổ Đại Long cũng không khách khí, đăng đàn giảng pháp, linh quang diễn hóa các loại Long văn. Hắn giảng xong đằng sau, lại xin mời Tổ Thần đi lên giảng giải tân thiên đạo. Tổ Thần đăng đàn, truyền thụ đám người tân thiên đạo sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt, không ngừng diễn hóa tiến lên đạo lý. Hứa Ứng tân đạo, là đối với dĩ vãng tất cả pháp môn tu luyện một lần cách mạng, để động nguyên không còn là triệu hoán mà đến, mà là bản thân tu luyện mà đến, đoạn tuyệt thu hoạch khả năng. Viễn Tổ tân Long văn, là đối với thời đại thái cổ Long văn diễn tiến, để bỉ ngạn lý văn không cách nào từ cơ cấu bên trên thay thế Long văn, cho dù Thúy Nham lại lần nữa đột kích, cũng vô pháp lại lần nữa tạo thành đại diệt tuyệt. Tổ Thần tân thiên đạo, là nhân gian giới phàm nhân đối với thiên địa tự nhiên chống lại, thiên tiên giới tiên chu đối với ác liệt hoàn cảnh cải biến, là một loại hăng hái bừng bừng phấn chấn vui vẻ phồn vinh lực lượng, ẩn chứa lớn lao tiềm năng. Tương lai tiếp tục diễn tiến, đối kháng Thúy Nham, đối kháng bỉ ngạn xâm lấn, đều là lại tại đây. 10 ngày qua đi, Hứa Ứng lại lần nữa chào từ giã, nói ta tân đạo đã truyền đại khái, chuyến này viên mãn, bệ hạ không cần giữ lại. Bây giờ việc cấp bách, là đoạn đi triệu hoán động nguyên pháp môn, để tân đạo tu hành phương thức, thay thế lúc trước tu hành phương thức. Minh Đạo Đế đưa tiến, nói thiên tiên giới địa vực rộng bác, Long tộc xuất hiện lớp lớp, cũng có những cái kia nhà Hàn bần tử đệ, vô duyên tu luyện tân pháp. Hoặc là tìm kiếm một chỗ tiền nhân động phủ hoặc là đạt được trong hư không cái nào đó thanh âm truyền thừa, cũng có thể lại lần nữa đi đến táng hóa đường xưa. Bỉ ngạn chân vương, còn có cơ hội giáng lâm. Hứa Ứng nhẹ nhàng gật đầu, nói, bởi vậy, thiên địa thông đạo, nhất định phải sớm ngày đả thông. Thiên địa thông, địa nhân thông, thiên nhân thông, tam giới vãng lai, thuận tiện lấy Long văn, đạo văn, phù văn phương thức giải mã bỉ ngạn các loại pháp môn. đồng thời quảng tu học cung, để cho dù là nhà Bần Hàn tử đệ cũng có thể toàn bộ là nhân tài. Kể từ đó, thiên tiên giới thế tất lại lần nữa thịnh vượng, coi như chợt có triệu hoán động nguyên táng hóa long tộc, lại có sợ gì. Hắn bước chân dừng lại, một đạo tuế nguyệt trường hà xuất hiện, trên mặt sông một chiếc màu xanh biếc lâu thuyền lái tới. Tổ thần, Thánh Tôn leo lên lâu thuyền Viễn Tổ Đại Long nhưng không có lên thuyền, mà là lưu lại. Hứa Ứng leo lên lâu thuyền, cùng mọi người phất tay từ biệt, lâu thuyền chậm rãi lái vào khu vực chất keo, dọc theo chưa đả thông thiên địa thông đạo hướng về địa tiên giới chạy tới. Lục dị nhân không có lên thuyền, Thánh Tôn nói, Hứa Ứng nói, hắn có biện pháp xuyên qua khu vực chất keo, không cần chúng ta quan tâm. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm tổ thần, quát, đi ra. Một đầu thon dài ngân long từ tổ thần trong tay áo chui ra, rơi xuống đất hóa thành mắt ngọc mày ngài Minh Mạn công chúa, vội vàng chạy đến Hứa Ứng bên người, kéo cánh tay của hắn, thân mật cười nói, tiểu sư phụ quả nhiên lợi hại, ngay cả ta trốn ở tổ thần trong tay áo đều có thể phát hiện. Hứa Ứng vội vàng tránh thoát nàng, cười lạnh nói, tổ thần thùng phân đều là ta đổ, hắn trên người đồ tốt đều sớm bị ta lật một lần, thùng phân đều bị ta cướp đi. Hắn tại trong tay áo giấu người, ta xem xét liền biết, còn muốn giấu giếm ta. Tổ thần cười nói, nhà đầu, ta liền nói không thể gạt được hắn. Hứa Ứng mặt đen lại nói, Minh Mạn, ngươi lưu tại Long Đình truyền đạo, còn có thể làm tân đạo nhị tổ, vô số long tộc tương lai muốn xưng ngươi là tổ sư. Ngươi theo tới làm cái gì? Minh Mạn cười nói, ta bồi sư phụ gặp sư nương. Hứa Ứng sắc mặt càng thêm đen, khóe miệng run run, ta cùng sư nương của ngươi tình cảm, không phải ngươi có thể chen chân. Thử một lần thôi, nói không chừng liền chen chân tiến vào. Minh Mạn công chúa hai mắt tỏa ánh sáng, cười nói, ta muốn cùng sư nương đọ sức một trận, xác định lớn nhỏ. Hứa Ứng nghĩ đến Nguyên Vị Ương lái thuyền tình hình, liền không rét mà run, thầm nghĩ, xác định lớn nhỏ. Ta xem là xác định đâm đến có bao nhiêu dẹp mới đúng. Thánh Tôn thở dài, một trận nhân long đại chiến, không thể tránh được. Trên lâu thuyền, Chuông Lớn nói nhỏ, đối với Chu Tiên Tàn Kiếm nói gì đó. Hai kiện pháp bảo lén lén lút lút, đột nhiên, Chu Tiên Kiếm hướng Chuông Lớn cúi đầu, Chuông Lớn răng rắc một tiếng bị đánh thành hai nửa. Chu Tiên Kiếm còn đợi lại bái, Chuông Lớn hoảng hốt vội nói, đập một cái là được rồi. Đừng đập ba, lại đập liền chết. Chu Tiên Tàn Kiếm lúc này mới ngừng. Chuông Lớn cố gắng đem chính mình hợp lại, oán giận nói, ngươi đạo hạnh quá sâu, ta đức hạnh cạn, chịu không được ngươi lễ bái. Đập một cái ý tứ một chút là được, bất quá cảnh cáo nói đằng trước ngươi còn có cái sư thúc, tên là Ngoan Thất. Chờ ngươi gặp được hắn, ngươi cho hắn đập ba cái, hắn nhận được lên. Chu Tiên Tàn Kiếm mũi kiếm điểm một cái, đáp ứng. Chương 1240, phản tặc xưng đế. Hứa Ứng nghĩ đến càng nhiều, lúc trước bị ngạn thu hoạch thiên tiên giới lúc, Viễn Tổ Đại Long tế lên Uyên Hải, rước lấy rất nhiều cổ thần nguyên thần truy sát, không giống như là muốn thu hoạch Viễn Tổ ý tứ. Ngược lại giống như là tòa động nguyên này, đưa tới những cổ thần nguyên thần kia phía sau bất hủ chú ý. Mà tại thiên tiên giới âm gian, Viễn Tổ Đại Long triệu hoán Uyên Hải giáng lâm thời điểm, Ẩn Nguyên Tử cũng là kinh hãi dị thường, đến mức có chút rối loạn tắc lòng. Viễn Tổ còn tại thiên tiên giới, chờ qua một thời gian ngắn, đem môn này hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh tìm hiểu thấu đáo, lại đi tìm hắn hỏi cho ra nhẽ. Hứa Ứng đối với môn này tịch kiếp kinh rất là để ý, dù sao hắn tuy là tân đạo đạo tổ, đem tân đạo suy luận đến trí tôn cảnh, nhưng trí tôn cảnh phía trên bất hủ cảnh có thể hay không mở ra đến, hay là ẩn số. Cứ việc bỉ ngạn hệ thống tu luyện cùng long tộc đạo cảnh hệ thống, đã nghiệm chứng tồn tại bất hủ cảnh, nhưng tân đạo có thể hay không tu thành bất hủ cảnh, Hứa Ứng trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn vị này đạo tổ, chỉ có thể là hấp thu hết thảy chất dinh dưỡng, đem tân đạo cảnh giới tiếp theo tìm kiếm đi ra. Nếu là bị Thánh Tôn hoặc là những người khác mở ra đến, đạo tổ địa vị khó giữ được, mình coi như tương lai tu thành bất hủ cảnh, cũng phải cúi đầu xưng đối phương một tiếng sư huynh. Hỗn nguyên động nguyên tịch kiếp kinh bên trong có quá nhiều có thể tìm tòi nghiên cứu nội dung, đơn giản chính là một bảo tàng khổng lồ, khó trách Hứa Tĩnh, Tiểu Thiên Tôn bọn người có thể đang nghe giảng đằng sau, chứng được chí tôn. Hứa Ứng một phen nghe giảng xuống tới, cũng là thu hoạch không ít, trong lòng ẩn ẩn đối với bất hủ bát pháp đệ bát pháp có ý nghĩ, bắt đầu ở trong đầu tạo dựng thần thông mô hình. Giảng đạo qua đi, Nguyên Vị Ương đi lên phía trước, lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, nhỏ giọng oán giận nói, trở về làm sao không tới gặp ta. Hứa Ứng nói, ta đi gặp Tử Vi hậu chủ, nghe nói hắn có chút ý chí tinh thần sa sút, có thể giải mã tịch kiếp kinh, còn nhiều hơn thua thiệt phế vật Thanh Huyền. Nguyên Vị Ương vụng trộm lườm phế vật Thanh Huyền một chút, nói nhỏ, ta hoài nghi đế Thanh Huyền tại tự chém tạp niệm lúc, đem đầu óc cũng chém ra một phần đi ra. Người này thông minh hơn người, sao chúng ta không thua bao nhiêu, thậm chí nói không chừng còn phải mạnh hơn một hai phần. Ta đem giải mã trên đường gặp phải nan đề ghi chép lại, hắn cầm tới nhìn, hơn 10 ngày liền giải đi ra. Hứa Ứng quay đầu nhìn về phía Phế Vật Thanh Huyền, người này bại hoại, lười ra cảnh giới nhất định, giờ phút này bị người ngăn chặn, có nhiều vấn đề một mạch hỏi hướng hắn, hắn dứt khoát leo đến Thúy Nham bên trên nằm xuống, nghiêng chân, chậm rãi từng cái trả lời. Đế Thanh Huyền hơn phân nửa đem đầu óc chém đi ra. Hứa Ứng gật đầu nói, hắn dò xét Nguyên Vị Ương tại giải mã Hỗn Nguyên Động Nguyên Tịch Kiếp Kinh, bên trên xuất lực nhiều nhất, chìm đắm lâu nhất, ngay cả Hứa Tĩnh, Tiểu Thiên Tôn cho nàng chỉ điểm, đều chứng được chí tôn, nghĩ đến Nguyên Vị Ương bản sự càng hơn một bậc. Vị Ương, người bây giờ tu vi đến một bước nào rồi? Hứa Ứng dò hỏi, Nguyên Vị Ương nói, vừa mới chứng đạo chí tôn. Hứa Ứng ngơ ngác, thở dài, chính mình lần này đi thiên tiên giới, một đại mục đích chính là chứng đạo chí tôn, vì thế ăn không biết bao nhiêu khổ, học được bao nhiêu bỉ ngạn đạo pháp. Thẳng đến hắn nếm thử lĩnh ngộ ra có thể giải thích đại đạo duy nhất hoa văn lúc, mới từ đây suy ra mà biết, tu thành chí tôn. Không nghĩ tới, Nguyên Vị Ương bọn hắn lại có thể mượn một môn công pháp, mà chứng đạo chí tôn. Hỗn Nguyên Động Nguyên Tịch Kiếp Kinh lai lịch, để hắn càng tò mò. Vị Ương, ta muốn mở mang kiến thức một chút người Tịch Kiếp Kinh. Hứa Ứng cười nói, Nguyên Vị Ương bởi vì muốn truyền đạo nguyên nhân, một mực lưu tại Thiên Đạo Tổ Đình, chưa từng đi khu vực chất keo, cũng không biết tu vi thực lực của mình, nghe vậy vui vẻ nói, tốt. Bất quá ta tu hành cũng không phải Tịch Kiếp Kinh, hay là Đạo Cực Tâm Kinh. Nàng trước kia chính là nữ giả nam trang xuất hành, luôn luôn cởi mở, có nam tử khí khái hào hùng, không nói lời gì liền thôi động Đạo Cực Tâm Kinh. Chỉ là bây giờ Đạo Cực Tâm Kinh, cùng nguyên lai Hứa Ứng thấy Đạo Cực Tâm Kinh so sánh, có khác biệt cực lớn. Nguyên bản Nguyên Vị Ương tu luyện Đạo Cực Tâm Kinh chính là cùng Hứa Ứng cùng một chỗ sáng lập, trong đó còn có Tổ Thần, Thánh Tôn công lao, là một môn dung hợp 6 loại đại đạo pháp môn. Công này thôi động, liền hiển hiện thái nhất, thái cực, vô cực các loại lục đại động nguyên, gần so với Hứa Ứng võ cực chứng đạo thiếu một tòa võ đạo động nguyên. Mà lúc này Đạo Cực Tâm Kinh, thôi động đằng sau chỉ còn lại có một tòa to lớn động nguyên, trong động nguyên bừng tỉnh rậm rạp, vô hình vô tượng, trong đó tiên linh chi khí cực kỳ cao đẳng, gọi thủy khí. Thủy khí, chính là Hứa Ứng từ Minh Hy Đế Tử lấy được một câu kia thái nhất chân truyền bên trong ghi chép 3 khí một trong. Thủy khí, nguyên khí, huyền khí. Hứa Ứng những ngày này khi nhàn hạ, liền phỏng đoán cái này 3 khí, hắn chỉ luyện đến nguyên khí, nhưng thủy khí cùng huyền khí từ đầu đến cuối không thể nào luyện lên. Không nghĩ tới tìm kiếm thật lâu, lại trên người Nguyên Vị Ương nhìn thấy thủy khí. Nguyên Vị Ương thôi động thần thông, vượt lên trước một bước hướng hắn công tới, thân pháp khẽ động, liền gặp cái kia thủy khí thiên biến vạn hóa, các loại đại đạo luân chuyển không ngớt, nó thần thông hình thành đạo tượng cũng theo đó biến hóa khó lường, đan hà, vân khí, biển cả, nhật nguyệt, tinh thần, phong bạo, thay đổi trong nháy mắt, lại để Hứa Ứng sinh ra một loại không thể nào ngăn cản cảm giác. Hứa Ứng võ cực chứng đạo vận chuyển, đối trước mắt bất luận thần thông nào mặc kệ không hỏi, trực tiếp đấm ra một quyền, võ đạo tinh thần nếu như hạo khí trường hà, đem tầng tầng biến hóa khó lường thần thông đánh xuyên. Hai người lực lượng va chạm, Nguyên Vị Ương bỗng cảm giác chống đỡ hết nổi, hướng về sau lướt tới. Hứa Ứng như bóng với hình, theo sát mà tới, vẫn như cũng là đơn giản nhất võ đạo thần thông, trong chớp mắt công ra vô số chiêu, tựa như cùng có vô số cái Hứa Ứng từ khác nhau thời không đột nhiên xuất hiện, hướng Nguyên Vị Ương công tới. Lúc này ngay tại hướng Phế Vật Thanh Huyền lĩnh giáo đám người bị hai người chiến đấu sở kinh động, nhao nhao dựng mắt nhìn đi. Minh Mạn công chúa kinh nghi bất định, hướng Chuông Lớn nói, Trung bá bá, nữ tử kia là ai? Có thể cùng ta sư phụ chống lại. Chuông Lớn nói, cái kia chính là người muốn lĩnh giáo lớn nhỏ sư nương. Minh Mạn công chúa sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc nói, này chỗ nào có thể đánh được. Chuông Lớn nhìn có chút hả hê nói, Nguyên Vị Ương là số ít có thể đuổi kịp A Ứng bước chân, người tới chậm, chỉ có thể làm tiểu. Minh Mạn công chúa nháy mắt mấy cái, cười nói, bây giờ sư phụ đang đánh sư nương, có thể thấy được là cảm thấy ta càng tốt hơn, nói không chừng muốn đem ta đỡ thẳng đâu. Chuông Lớn không biết nàng đầu bên trong lấy đều là cái gì cổ quái ý nghĩ, lặng lẽ va vào một phát Chu Tiên Tàn Kiếm, ra hiệu nó nhanh động thủ. Chu Tiên Tàn Kiếm tả hữu lung lay, truyền âm nói, không có người tế lên, ta cắt bất động Thúy Nham. Chuông Lớn đành phải kiên nhẫn chờ đợi, thầm nghĩ, Thất gia cùng Kim gia làm sao không đến. Nếu là bọn họ cũng tại, liền náo nhiệt. Nguyên Vị Ương gặp nguy không loạn, quát tháo một tiếng, hai tay hướng ra phía ngoài đột nhiên vẽ lên một cái vòng tròn lớn, bốn phía thời không chấn động sắp xếp đạp, trong khoảnh khắc thời không ngưng tụ thành một đoàn. Trong mảnh thời không kia vô số cái Hứa Ứng hư ảnh lập tức bị nghiền nát biến mất, võ đạo tinh thần cũng bị phá hủy. Nguyên Vị Ương một chưởng vỗ ra, sau lưng đột nhiên huyền hoàng chi khí lưu động, hóa thành cuồn cuộn lũ lụt đánh thẳng tới, một đạo thời quang trường hà lao nhanh gào thét, đón Hứa Ứng cọ rửa mà đi. Vị Ương, Chí Tôn có thể nhảy ra thời gian, người môn thần thông này không làm gì được ta. Hứa Ứng đứng ở không trung mỉm cười, liền gặp cái kia thời quang trường hà đánh thẳng tới, nhưng từ dưới chân hắn lao nhanh mà qua. Đột nhiên trong trường hà cái này đến cái khác Nguyên Vị Ương giết ra, tay áo dài bồng bềnh, phảng phất giống như phi tiên, hướng Hứa Ứng công tới. Chiêu này Hứa Ứng lại là sở liệu không kịp, vội vàng ra sức ngăn cản, lại ngăn không được nhiều như vậy Nguyên Vị Ương, bị đánh nhập thời gian chỗ sâu. Nguyên Vị Ương chân thân ống tay áo cuốn lên, liền gặp cái kia thời quang trường hà tùy theo mà múa, liền muốn ngưng kết thành một cái thời quang phong ấn, nhưng vào lúc này, Hứa Ứng đánh nổ thời gian, một cái đại thủ từ phá toái trong trường hà bay ra, cùng nàng vũ động ống tay áo va chạm. Nguyên Vị Ương cố hết sức không nổi, sau lưng Hỗn Nguyên Động Nguyên cũng bị áp chế đến ngừng chuyển, kinh hô một tiếng, bay rớt ra ngoài. Hứa Ứng từ trong thời gian bay ra, nhanh như cầu vồng, đưa nàng chặn ngang cua lấy. Nguyên Vị Ương vội vàng từ trong ngực hắn tránh thoát, nói nhỏ, bốn chỗ có người. Hứa Ứng cười ha ha một tiếng, lưu luyến nắm chặt nàng nhu đề. Nguyên Vị Ương rút tay, lại chỉ rút ra một nửa, Hứa Ứng còn nhẹ véo nhẹ lấy đầu ngón tay của nàng. Chương 1241, Nguyên Vị Ương liền không tiếp tục rút, cùng hắn đón gió nghiêng nghiêng rơi xuống, đi vào Thúy Nham bên cạnh. Minh Mạn công chúa vội vàng tiến lên, bái nói, đệ tử Minh Mạn, bái kiến sư nương. Nguyên Vị Ương thần thái không thay đổi, cười nói, ngươi là A Ứng thu nhận đệ tử. Ngươi là Long tộc, ngẩng đầu lên. Minh Mạn công chúa ngẩng đầu, nhìn lên, đợi thấy rõ Nguyên Vị Ương khuôn mặt, thầm nghĩ, sư nương mặc dù dáng rất đẹp mắt, nhưng ta là dị vực mỹ nhân nhi, còn có thể hóa thành long nữ. Sư phụ nhất định càng ưa thích, cha ta nói, nam nhân đều càng đau nhỏ. Minh Đạo Đế có hơn 3000 dòng dõi, hậu cung tần phi vô số kể, Minh Mạn công chúa mưa dầm thấm đất, cũng là cảm thấy mình loại ý nghĩ này có gì không ổn. Nguyên Vị Ương cười nói, nhìn xem thật cơ linh, đứng lên a. Minh Mạn công chúa liền vội vàng đứng lên, đứng ở bên người Hứa Ứng, nghĩ, lại vây quanh Nguyên Vị Ương bên người. Nguyên Vị Ương đối với nàng có chút thưởng thức, nói nhỏ, sư nương có một chiếc thuyền lớn ngươi trước tu hành, ngày khác dẫn ngươi đi ngồi thuyền, thưởng thức địa tiên giới phong cảnh. Minh Mạn công chúa đáp ứng. Hứa Ứng phồng lên thần thức, truyền âm địa tiên giới các nơi, ta chính là Hứa Ứng Hứa đạo tổ, sẽ tại Thiên Đạo Tổ Đình truyền pháp, người có duyên mau tới. Qua mấy ngày, liền lần lượt có cao thủ nghe hỏi đến đây, Nam Tử Ngôn sớm đã được mời cái thứ nhất đuổi tới, Ngoan Thất, Kim Bất Si cũng rất nhanh chạy đến, Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn thế mà cũng sớm đi vào, khiến cho Hứa Ứng có chút kinh ngạc. Bây giờ Tiên Đình đã theo Tiên Đế Mạnh Sơn Minh cái chết, một mực ở vào trạng thái vô chủ, Tiên Đế vị trí không công bố, Cửu Thiên Cửu Đế cũng lần lượt chuyển tu Tân Tiên Đạo, giờ phút này cũng đều nghe hỏi đến đây. Ở trong đó còn có không ít quen biết cũ, để Thiên Đạo Tổ Đình phi thường náo nhiệt. Thất gia, ta thu cái đồ đệ. Chuông lớn gọi ở Ngoan Thất, hưng phấn bay qua, kêu lên, ta để nó đến bái ngươi. Ngoan Thất hóa thành trắng trắng mập mập thiếu niên, mang nhà mang người, đi theo phía sau mấy cái tiểu ngoan xà, từ phía sau hắn nhao nhao nhô đầu ra, hiếu kỳ dò xét Chuông lớn. Chu Tiên kiếm bay tới, gặp tình hình này liền muốn cong xuống, Chuông lớn vội vàng ngăn lại, keng một tiếng, lại bị kiếm khí vô hình chém thành hai khúc. Cái này không cần bái. Chuông lớn nhịn đau, giãy giụa lấy đem chính mình hợp lại, nói, thất gia, còn không qua đây bái kiến kiếm gia, cho kiếm gia đập một cái. Ngoan Thất rộng rãi chỉ đạo hơn xa Chuông lớn, cùng Linh Tư Ức sau khi kết hôn càng thêm rộng rãi, mang nhà mang người đi lên dập đầu, đòi hỏi lễ gặp mặt. Chu Tiên kiếm nghèo đến đinh đương vang, nơi nào có cái này, đành phải cho hắn nhà năm cái tiểu ngoan xà mỗi cái lạc ấn một đạo kiếm khí hộ thể. Ngoan Thất mặt dạn mày dày tiến lên, Chu Tiên kiếm bất đắc dĩ, đành phải cũng cho hắn lạc ấn một đạo kiếm khí. Chuông lớn thất bại tan tác mà quay trở về, đành phải hướng Hứa Ứng lấy Thúy Nham luyện bảo, Hứa Ứng tế lên Chu Tiên kiếm, giúp nó cắt xuống một góc nhỏ, tinh tế cắt nát, phân một nửa cho Ngoan Thất, một nửa khác cho Chuông lớn. Ngoan Thất cùng Chuông lớn vui mừng hớn hở, đi tìm Trúc Thiền Thiền. Ngoan Thất bỗng nhiên dừng lại, kéo lên Chu Tiên kiếm, nói kiếm ra, người giúp chúng ta áp trận, phải tất yếu Thiền Thiền lão tổ đem tất cả Thúy Nham đều dùng tại trên người chúng ta. Chu Tiên kiếm buồn bực, Chuông lớn nói như vậy ngược lại cũng thôi, con rắn này không phải pháp bảo, làm sao cũng dùng Thúy Nham rèn luyện chính mình. Địa tiên giới cao thủ còn tại liên tục không ngừng chạy đến, trong lúc nhất thời còn không phải bắt đầu bài giảng, Hứa Ứng nhân cơ hội này cùng Nguyên Vị Ương, Phế Vật Thanh Huyền bọn người giao lưu đạo pháp, rốt cục kiến thức đến Phế Vật Thanh Huyền thiên phú, quả thực kinh người. Hứa Ứng tìm hiểu mấy tháng lâu Thái Nhất chân truyền, bị hắn mấy ngày thời gian liền biết rõ ràng trong đó ảo diệu. Thanh Huyền là tổ thần đuổi theo cho ăn cơm lớn lên, bực này thông minh, hâm mộ không tới. Hứa Ứng trầm ngâm một lát, trịnh trọng việc, nói ta lần này đi thiên tiên giới, có chút cảm ngộ. Thiên tiên giới tuy là truyền thừa bị ngạn đạo pháp, biến thành người khác trại chăn nuôi, nhưng có một chút đáng giá khẳng định, đó chính là cho dù xa xôi nhất tiên thành, cũng có học cung. Long tộc tử đệ, dù là nhà bần hàn, cũng có thể tiến vào học cung cầu học. Hắn nhìn chung quanh một tuần, nói, địa tiên giới vẫn như cũ là tông phái tông môn chỉ thế, tiên gia học hữu sở thành, liền sáng lập tông môn, đem tông môn xem như thế lực của mình. Mà tại thế gian, còn có nhà thế phiệt, cầm giữ địa phương, khống chế học thức. Cứ thế mãi, địa tiên giới không có khả năng gánh chịu thiên tiên giới dày vậy. Long tộc lại lần nữa thống trị tam giới, ở trong tầm tay. Nếu muốn cải biến, cần lắp đặt nhiều học cung. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Địa tiên giới nếu như hay là lúc trước tông môn, thế ra chỉ thế phong cách, như vậy long tộc ngóc đầu trở lại, một lần nữa trở thành tam giới chi chủ chính là tất nhiên. Cuồn cuộn đại thế, ngăn cản không nổi. Bây giờ địa tiên giới vô chủ, ta vốn cho là không cần tiên đế đến chủ tính chung địa tiên giới vận hành, nhưng lắp đặt nhiều học cung, cần tiên đế đến chủ tính chung phổ biến. Phổ biến học cung, thay thế môn phiệt, các giới thế lực, tất nhiên lực cản cực lớn. Hứa Ứng nói, cho nên, địa tiên giới cũng cần lại lập một cái tiên đế. Chư quân nghĩ sao, ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào Thánh Tôn cùng Phế Vật Thanh Huyền trên thân, Phế Vật Thanh Huyền lười biếng nói, ta nếu là muốn làm tiên đế, 600 năm trước liền sẽ không bị chém ra tới. Thánh Tôn đối với quyền lực sốt ruột, Thánh Tôn tới làm. Thánh Tôn khóe mắt nhảy lên một chút, phất tay áo nói, ta há có thể không bằng ngươi. Ta cầm quyền hơn 50 vạn năm, muốn làm tiên đế mà nói, đã sớm làm. Ta chưa từng một ngày ngồi tại tiên đế trên ghế ngồi. Năm đó nếu không có ngươi muốn tước bỏ thuộc địa, ta sao lại phản ngươi. Đám người gặp hắn hai người đều vô ý làm tiên đế, ánh mắt nhao nhao rơi trên người Hứa Ứng. Hứa Ứng bật cười, nói ta là đạo tổ, tiên đế địa vị còn không có ta cao, ta há có thể tự hạ thân phận. Đám người trong lúc nhất thời có người kích động, có người trên mặt cảnh giác, có người vụng trộm tính toán, có người lặng lẽ cùng người khác làm giao dịch. Vị trí tiên đế này, mắt thấy liền muốn ủ ra một trận minh tranh ám đấu sát kiếp. Bây giờ, tân đạo phổ biến Thúy Nham đạo pháp giải mã, chứng đạo chí tôn đã không còn là khó khăn như vậy, tu thành chí tôn cảnh cũng có gần 20 vị. Thế hệ trước như Tà Phật Kệ Bồ Đề, Bình Nam Thiên Quân bọn người, cũng đã chứng đạo. Ngũ Tôn Thập Nhị Diệu bên trong người sống sót, như Quân Vô Đạo, Khô Dương bọn người, Cửu Thiên Cửu Đế bên trong Dương Long, Thái Tiêu Nhị Đế, cũng đã chứng được chí tôn. Lại thêm một đời mới Kim Hà Kiếm Quân, Kim Bất Si, Ninh Trọng, Tiểu Thiên Tôn, Hứa Tĩnh bọn người, có thể nói số lượng đã siêu việt Ngũ Tôn Thập Nhị Diệu thời kỳ. Nếu là vì tiên đế vị trí, đánh gãy địa tiên giới tinh hỏa liệu nguyên tình thế, vậy liền được không bù mất. Đột nhiên, Thánh Tôn nói, năm đó Mạnh Sơn Minh đình trệ nhân gian giới lúc, đã từng tuyển ra Hứa Tĩnh là thay mặt tiên đế a. Hắn lời vừa nói ra, Hứa Ứng liền minh bạch Đế Thanh Huyền vì sao đấu không lại Thánh Tôn. Dương Long Đế vội vàng nói, năm đó Hứa Tĩnh nhiều lần lập đại công, lại là Minh Tôn con rể, cho nên chúng ta có ủng lập Hứa Tĩnh là thay mặt tiên đế ý nghĩ, chỉ là Hứa đạo tổ có chần chờ, cho nên không thể thành công. Thánh Tôn cười nói, như vậy, chuyện xưa nhắc lại, Hứa Tĩnh đạo hữu liền tới làm tiên đế này a. Chư vị phải chăng có ý kiến? Hứa Tĩnh thất thanh nói, ta chính là một tiên sinh dạy học, như thế nào dám đảm đương. Nhưng Thánh Tôn lời nói, lại không người phản đối. Hứa Tĩnh là Hứa đạo tổ cha, chỉ cần Hứa đạo tổ một ngày không chết, hắn đế vị liền thủy chung là ổn. Thánh Tôn cười nói, phổ biến học cung, chính là cần ngươi dạng này tiên sinh dạy học. Hôm nay Thiên đạo tổ đình truyền đạo thịnh hội, liền tại trên trận thịnh hội này, do tổ thần, ta cùng Thanh Huyền đạo hữu cùng nhau tuyên bố việc này. Chuyện này, liền định như vậy. Hứa Tĩnh lẩm bẩm nói, thế nhưng là, chúng ta một nhà già trẻ đều là phản tặc. Nhưng mà hay là không người nói lời phản đối. Truyền đạo thịnh hội rốt cuộc chính thức mở ra, một ngày này, đạo tổ Hứa Ứng tại tổ thần nhún nhường dưới, dẫn đầu khai đàn truyền đạo, đem cái kia tân đạo văn tân phù văn ảo diệu truyền cho đám người. Tổ thần khai đàn trước đó, cùng Thánh Tôn, Thanh Huyền cùng một chỗ tuyên bố, Thiên Tôn Hứa Tĩnh đức bị thương sinh, chính là thiên địa chủ, tiến đế vị, trưởng quản nhân sâm quả thụ, tôn hiệu Đế Tĩnh. Tố Anh, ngươi tính tới rồi hả? Ngươi trở thành đế hậu nương nương. Hứa Tĩnh leo lên đế vị về sau, vẫn còn có chút mờ mịt, trong lòng lẩm bẩm nói. Chương 1243, Hứa Ứng trong lòng có chút phiền muộn, cùng Nguyên Vị Ương trở về Thiên đạo tổ đình. Hắn lấy ra một chiếc khác Thúy Thanh lâu thuyền, giao cho Bích Yên Hải, để hắn mang theo Minh Mạn công chúa đi thuyền tiến về thiên tiên giới. Thiên địa thông đạo bị đả thông đằng sau, Thiên thừa tướng chính là thiên, địa lưỡng giới học cung vãng lai xuất lực. Hứa Ứng hướng Bích Yên Hải nói, thiên tiên giới tân đạo vừa mới ra đời và phát triển, chưa hình thành khí hậu, còn cần địa tiên giới uyên bác chi sĩ tiến về thiên tiên giới, truyền thụ tân đạo. Địa tiên giới đạo pháp sát lại phía sau, cũng cần tiến về thiên tiên giới cầu học, giải mã bỉ ngạn đạo pháp. Lưỡng giới hòa bình kết giao thế tất đều sẽ thịnh vượng phát đạt. Bích Yên Hải xưng phải, nói, Hứa đạo tổ yên tâm, ta đến thiên tiên giới về sau, tất là lưỡng giới mở rộng giao lưu chi môn. Hứa Ứng lại dặn dò Minh Mạn công chúa nói, ngươi trở lại thiên tiên giới, rộng truyền tân đạo, ngươi chính là nhị tổ. Vi sư tại thiên tiên giới truyền đạo, chỉ dùng thời gian 10 ngày, đạo lý không có nói rõ ràng, ngươi rất có triển vọng. Minh Mạn công chúa lưu luyến không rời, phất tay rời đi. Thiên đạo tổ đình hay là phi thường náo nhiệt, lần này truyền đạo thực sự kinh thế hãi tục, đến mức có tranh lệch chút ít xa tu sĩ còn tại liên tục không ngừng hướng thiên đạo tổ đình chạy đến. Những kẻ đến sau này bỏ qua Hứa Ứng, Tổ Thần, Thánh Tôn đám người giảng pháp truyền đạo, nhưng cũng may lưu tại tổ đình nhân số lượng lớn đủ nhiều, thường xuyên có người có cảm giác ngộ, liền tự khai đàn tương thụ. Tổ Thần ưa thích thanh tịnh, nhưng liên tục nhiều năm đều không thể thanh tịnh lại, thiên đạo tổ đình mỗi ngày đều có biện pháp luận đạo, thậm chí còn có người vì một câu chân truyền mà động tay, đọ sức một phen, đánh chết người sự tình cũng thường có phát sinh. Hứa Tĩnh đăng cơ xưng đế, bắt đầu chỉnh đốn tiên đình, đổi một nhóm lớn quan viên, tương đương với thay đổi triều đại, đem nguyên là rất nhiều không làm việc tiên quan đổi được không còn một mảnh. Lại từ Tiểu Thiên Tôn nơi đó để bàn một chút khôn khéo giả dặn, thiết bộ thứ 7 học cung bộ, cho rất lớn vũ trang, tại các giới xây dựng học cung. Tiểu Thiên Tôn phụ trách học cung bộ, dưới tay một nhóm dũng mãnh thiện chiến chi sĩ, một bên mở học cung, một bên đánh trên địa phương tông phái. Tông phái phản công cũng là cực kỳ lợi hại, trong đó không thiếu có tiên gia cường giả, nhưng Tiểu Thiên Tôn tu thành trí tôn cảnh, thực lực cao minh đến cực điểm, tự nhiên không sợ chút nào. Đế Tĩnh lại thiết thiên công bộ, phong ngư cơ đạo nhân là thiên công bộ thiên tôn, phụ trách pháp bảo cùng tam giới giao thông. Ngắn ngủi mấy năm, địa tiên giới liền có tình cảnh mới, học cung dần dần có khởi sắc, đệ tử đông đảo. Đế Tĩnh dự định phong Hứa Ứng là Đông Cung thái tử, thành lập xong được Đông Cung, nhưng Hứa Ứng chỉ ở qua một lần, ngẫu nhiên trở về một chuyến thăm hỏi cha mẹ, cũng là ở tại Lan Tố Anh trong cung. Hắn cùng Nguyên Vị Ương những ngày này thường xuyên khống chế độ thế kim thuyền 4 chỗ du lịch, lưu tại tiên đình cùng thiên đạo tổ đình thời gian tương đối ít, hai người du sơn ngoạn thủy, thưởng thức trong vũ trụ kỳ quan, như loại tinh trạch, tinh tế lôi đình, quy khư các nơi. Bọn hắn còn dự định tiến vào Thiên Uyên Hải nhãn, đi thăm dò đến tột cùng, chỉ là lo lắng sau khi đi vào liền cũng không thể ra ngoài được nữa, đành phải thôi. Hai người tu vi ngày càng hùng hậu, đối với Thái Nhất chân truyền cùng Hỗn Nguyên Động Nguyên tịch kiếp kinh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu, Hứa Ứng Động Nguyên lại nhiều ra một tòa Hỗn Nguyên Động Nguyên, thủy khí lưu chuyển, chỉ là huyền khí động nguyên từ đầu đến cuối không có tin tức manh mối. Thủy, nguyên, huyền ba khí, quan hệ đến phía sau cảnh giới, bởi vậy Hứa Ứng, Nguyên Vị Ương bọn người rất coi trọng, mấy năm này hai người đi bái phỏng Phế Vật Thanh Huyền, Thánh Tôn, thường xuyên giao lưu đoạt được. Chỉ là Phế Vật Thanh Huyền cùng Thánh Tôn cũng chưa từng luyện thành huyền khí. Chí tôn cảnh là cái bác đại tinh thâm cảnh giới, Hứa Ứng cùng dùng thời gian 5-6 năm, cũng khó khăn lắm tu luyện tới trung kỳ. Ngược lại là Thánh Tôn, Phế Vật Thanh Huyền, đã tu luyện tới chí tôn cảnh cảnh giới đại thành, hướng về cảnh giới viên mãn bắn vọt, mang cho Hứa Ứng rất lớn áp lực. Trong thời gian này lại phát sinh một kiện chấn kinh địa tiên giới đại sự, gây nên sóng to gió lớn. Hạo Thiên đạo nhân chứng đạo chí tôn cảnh, sau này chí tôn không bằng chó, không còn là một câu trò đùa nói. Cầu chí tôn cũng không còn là một câu lời mắng người. Hứa Ứng tại du lịch trên đường, cùng Hạo Thiên đạo nhân đã gặp mặt vài lần, chỉ điểm qua hắn tu hành. Không nghĩ tới hắn thế mà có thể nhanh như vậy tu thành chí tôn. Đối với những cái kia đau khổ rèn luyện, ý đồ trùng kích chí tôn cảnh người mà nói, đích thật là cái sự đả kích không nhỏ. Hạo Thiên đạo nhân chứng đạo ngày đó, cũng có một người trùng kích chí tôn cảnh, gây nên động tĩnh không nhỏ, chỉ là so sánh Hạo Thiên đạo nhân tới nói, Võ Đế Thẩm Lạc chứng đạo liền không người chú ý. Bất quá, Hứa Ứng lại tự mình trình diện, hướng Võ Đế Thẩm Lạc chúc. Nếu là không có vị này võ đạo đại đế, Hứa Ứng rất nhiều khảm đều không thể đi tới. Võ đạo đối với hắn gợi mở, không thể bảo là không lớn. Võ Đế Thẩm Lạc cùng lúc trước một dạng chỉ tu luyện võ đạo, mặt khác bất luận cái gì đạo pháp đều không có tu luyện, Võ Thiên Tôn, Võ Tiên mấy người cũng là như vậy. Bọn này võ đạo cường giả một thân vĩ lực, tinh khí thần hùng tráng không gì sánh được, Võ Đế Thẩm Lạc cho dù trùng kích đến võ đạo chí tôn cảnh giới, cũng không có chút nào dừng lại xu thế, tiếp tục rèn luyện tu luyện. Nguyên Vị Ương nói, võ đạo chí tôn phía trước đã không có con đường, sử thượng mạnh nhất võ đế cũng chỉ là đem thiên võ chứng đạo tu luyện tới đạo cảnh bát trọng. Võ Đế Thẩm Lạc tiếp tục tu hành, chỉ sợ cũng không có cái gì kết quả. Hứa Ứng cười nói, sự do người làm, Long tộc võ đạo đại đế bị khốn tại đạo cảnh bát trọng, nhưng cũng không có nghĩa là Võ Đế Thẩm Lạc cũng sẽ bị vây ở trên cảnh giới này. Nói không chừng hắn có thể đi ra một đầu bất hủ con đường. Một ngày này, thiên địa thông đạo rốt cuộc bị Long tộc cường giả đánh xuyên qua, Long tộc thứ nhất phát sứ thần đáp lấy thuyền rồng đi vào địa tiên giới, tiến vào tiên đình, bái kiến tiên đế Hứa Tĩnh. Thiên tiên giới, địa tiên giới, chính thức vãng lai. Hứa Ứng cùng Nguyên Vị Ương cũng tự thừa thuyền mà lên, đi vào thiên tiên giới tìm kiếm viễn tổ đại long. Long gia phải chăng nghĩ tới, Uyên Hải khả năng không phải kế tiếp phi thăng địa, mà là một tòa to đến không thể tưởng tượng nổi động uyên. Hứa Ứng hướng dẫn từng bước nói, viễn tổ đại long nghe vậy, nghẹn ngào cười nói, thế nào lại là động uyên? Ai động uyên có thể lớn như vậy? Bỉ ngạn đạo cảnh cửu trọng bất hủ, động uyên cũng kém sao Uyên Hải rộng lớn. Hứa Ứng thử dò xét nói, đạo cảnh thập trọng đâu? Viễn tổ đại long cười ha ha, nói, Hứa đạo tổ, người cớ gì như vậy ngu dốt? Cái này Uyên Hải là chúng ta tam giới một chỗ bảo địa, chúng ta tam giới ngay cả bất hủ cảnh đều không có mấy cái, thế nào đạo cảnh thập trọng? Hứa Ứng cười nói, như vậy, Long tộc trước đó đâu? Viễn tổ đại long lắc đầu nói, chúng ta Long tộc tuân theo thiên địa khí vận, từ đâu tới trước đó? Không có người so ta càng cổ lão. Hứa Ứng chần chờ một chút, nói, như vậy, tổ đình âm gian cái kia mọc ra song rác nghiêu quái xương đầu, là niên đại nào? Viễn tổ đại long ngây người, cái kia nghiêu quái xương đầu hoàn toàn chính xác rất cổ quái, lai lịch so với hắn còn cổ lão hơn. Năm đó Long đình thời đại, âm gian vừa mới xuất hiện, nghiêu quái xương đầu cũng đã ở nơi đó. Người kiểu nói này, ta cũng muốn đi lên, thời đại thái cổ hoàn toàn chính xác có chút khó tin di tích. Viễn tổ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, thật sự có đạo cảnh thập trọng? Không đúng, nếu như thật có, cường đại như ta, làm sao lại không có phát hiện bất hủ phía trên còn có cảnh giới? Nguyên Vị Ương suy tư nói, như vậy có khả năng hay không, viễn tổ ngươi chỉ là vừa mới tiến vào bất hủ cảnh, chỉ là sờ đến bậc cửa, còn chưa đăng đường nhập thất. Viễn tổ cười ha ha, ta còn chưa đăng đường nhập thất. Thật sự là trò cười, nhà đầu, đứng ở trước mặt ngươi chính là cùng vũ trụ này một dạng cổ lão bất hủ giả, trên trời rơi xuống thánh long, mở ra đạo cảnh Long tộc đạo tổ, Uyên Hải bên trong viễn tổ. Ta còn chưa đăng đường nhập thất, hắn nhớ tới Ẩn Nguyên Tử lại chỉ là một bộ phân thân, sắc mặt liền không khỏi âm tình bất định, so sánh Ẩn Nguyên Tử, chính mình giống như hoàn toàn chính xác mới sở đến bất hủ cảnh bậc cửa. Hứa Ứng nhìn thấy sắc mặt của hắn, liền biết hắn đem tự thuyết phục, cười nói, Long gia có thể hay không triệu hoán Uyên Hải, để cho chúng ta tiến vào Uyên Hải trông được xem xét. Tốt a.